Ừ. Đời cho ta bao mật đắng, bao mật đắng tình người. Đời cho ta một tình yêu cháy đỏ. Từ từ chế. Đấy, nó không có gà gà. Nó không có rã mà càng ngày nó càng nở. Em chào cả nhà mình nha cả nhà ơi. Bữa nay lô dập ly em về trong đêm cho mấy chị luôn á. Quá đẹp. Sắp hết nữa rồi hả chị? Hả? Nhanh vậy đó hả? Ra đi mua thêm 10 kg nữa. Lô dập ly đợt này đẹp lắm nha các chị. Bông đẹp không à. Chị mới nhận đồ rồi, đẹp lắm nha em. Dạ em cảm ơn chị Thúy Nguyễn, em cảm ơn chị Đan Phượng rất là nhiều. Hôm nay tiếp tục em lên cho các chị một lô dập ly nữa nha các chị. Dập ly là nhà của BT ha. Nhà của BT với nhà Hiếu Hạnh là hai nhà là đẹp nhất trong cái hàng dập ly. Cho các chị đẹp nhà em. Dạ em cảm ơn chị Nhung Lê rất là nhiều. Trong cái dập ly là nhà của hàng của nhà BT là bộ em đang mặc nè, với nhà Hiếu Hạnh là lô cái chị vừa nhận xong đó. Hai nhà đó là form đẹp, vải đẹp. Cả nhà mình nha, form đẹp và vải đẹp. Nay có lên lửng giả váy em hết hàng rồi chứ ơi. Lửng giả váy là em còn cái ly giả váy lửng màu em còn được có vài bộ à. Hôm nay không có lên như chị Võ Thủy. Hôm nay em sẽ ưu tiên lên hàng dập ly cho các chị. Chị cái cọc mà em tháo ra mấy bộ rồi đó. Một màu tím bộ mình này kia em để tới ngay mấy quạt đó chị đẹp. Thảy qua đây luôn đi chị. Nãy em mấy ra em chụp hình. Hàng dập ly của nhà BT, hàng của nó sẽ là hàng resize cả nhà nha. Hàng resize giúp em rất là đẹp luôn. Em là 1m58, em 48 kg và cái áo dập sẽ rất là đẹp nha. Cái áo dập nó sẽ ôm vô trong người của mình vậy nè. Size cho cái chị đẹp nhà em từ 50 kg đến 65 kg mặc ok nha. 65 kg. Chị nào mà 63, 64, 65 kg thì cao 1m56, 57 trở lên giúp em nha. 1m56, 57 trở lên giúp em thì mặc mới vừa nhà mình nha. Còn không thì cho các chị đẹp nhà em là 63 kg trở xuống là mặc sẽ đẹp cái form đồ này. Em chỉ có 1m58 và 48 kg thôi đó mấy chị. Nghĩa là cái form áo dập ly này nè, người ta dập á, khi mà các chị mặc vô á, chị mặc nó sẽ bung theo cái tạng người của mình nha. Mình tròn người tới đâu thì nó sẽ bung ra tới đó. Cái em với bé Thủy sắp xếp ở dưới đi nhờ chú đẩy vô, còn cái bao nào mà đẩy không không hết á thì để nó đi gần thôi, bung ra sắp nó lại. Nãy tiền chị để dưới hả? Chị. Nãy tiền cho chú hết rồi mà. Nãy hả? Chị có điếm được không? À nãy là 1 triệu 6. Không, đâu có nghĩa là chị đưa cho chú, chị hỏi chú nhiêu, em đưa chị trả tiền hàng mà, chứ đâu phải đưa chú hết. Dạ.
Tôi hỏi chú coi là nhiêu tiền. Chị hỏi chú coi là tiền hàng nhiêu. Tiền hàng với tiền công luôn á chị đẹp. Giả váy em hết hàng rồi nha cả nhà ơi. Ngày mai em sẽ có một lô giả váy hàng cao cấp về cho các chị, hàng 185 ngàn á, giả váy thiêu. Hôm nay là em chỉ lên dập ly thôi nha. Lô dập ly này là giá sẽ là 125 nha cả nhà. Cái lô này em lấy cao hơn cái lô đợt rồi 5.000, đúng là 5.000 một bộ luôn, nên là em bán cho mấy chị là giá 125, lô vừa rồi là 120 nha. Trời. Tại vì thường là chú không có lấy đầu trước mà chú sẽ lấy hàng xong rồi về mới tính lại. Dập ly không có size 75 kg nha chị Hương Cao. Bộ em đang mặc chỉ là size cho cái chị từ 50 kg ha. Em là 1m58, 48 kg. Chị nào mà chịu mặc như em á thì cái chị dưới 50 kg cái chị chốt. Còn không thì từ 50 kg, 65 kg cái chị đẹp nhà em chốt giúp em. Form này dập ly rất đẹp nha cả nhà. Vải mango giúp em luôn nha. Trong nhà dập ly, trong cái hàng dập ly từ xưa giờ em bán cho mấy chị á, là chỉ có nhà Hiếu Hạnh với nhà BT này là hàng đẹp nhất. Form đẹp, vải đẹp, họa tiết đẹp nha. Áo bà ba em không có lên, chị Thi Bích Tiền Lê ơi, hôm qua em lên hết rồi đó chị. Bà ba giữ là bữa giờ em lên 3 4 lô rồi, nên là mấy chị muốn mua thì mấy chị đợi chừng nào em lên lại thì mua ha. Bà ba em hôm nay em không có lên lại bà ba. Bà ba lên 3 4 like rồi mấy chị, hôm qua mới lên xong bà ba. Bữa nay là chỉ lên hàng dập ly thôi. Hôm nay chị nào hôm trước chị nào chưa mua được dập ly thì hôm nay các chị đẹp nhà em tranh thủ ha. Đợt này em về cũng nhiều nữa mấy chị, đợt này về nhiều nhiều họa tiết lắm, nó cỡ chừng năm sao. Nếu mà tính sơ sơ chắc nó cỡ chừng 500 cái họa tiết á. Nhiều lắm. Rất nhiều. Dập ly em đang mặc là size cho cái chị 50 kg đến 65 kg mặc vừa ha. 125.000 bộ chất mango giúp em luôn. Rồi bộ em đang mặc cả nhà mình lên giúp em mã số 1. Cái này cái chị rất là dễ chốt. Không cần phải phân ra size ha. Nó chỉ có một size 150 kg đến 65 kg là vô form giùm em. Chị nào mà 63, 64, 65 kg thì cao 1m57 trở lên giúp em nha. 1m56, 57 giúp em. Còn chị nào hơi thấp người một tí xíu á, thì cái chị tầm khoảng 60, tầm khoảng 62, 63 kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em, bộ em đang mặc là mã số 1 đi cái chị. Mã số 1 giúp em nha. Cái này em được 3-4 kiểu gì á. Rồi bộ này cái chị lên giúp giùm em là mã số 2. Vải rất đẹp luôn nha mấy chị. Vải mướt rượt luôn. Và dập ly cái áo rất đẹp, size 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 2. Cả nhà chốt giúp em nha, mã số 2. Cái form này nó cũng vừa thôi nha mấy chị, cái chiều dài quần nó cũng vừa thôi. Mua thêm đi chị Ngọc Quyên Lê ơi, cái lô này về đẹp mà. Lô này không có cần phải phân ra size giống như đợt rồi nha. Lô này cái chị hàng cái chị 50 kg đến 65 kg là cái chị mặc ok giúp em, cái form áo dập ly rất là đẹp. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 3. Mã số 3 là phần cổ vuông rất là đẹp luôn. Mã số 3. Cái lô này dập ly này là cái lô đầu tiên em bán cho mấy chị đó nhớ không? Nhớ đợt dập ly về mà hàng bông chưng hàng này hàng kia quá trời luôn đó. Là nhà này nè. Lên giúp em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 3, không có size. Không có 95k bộ không chị, hàng 95k em không có em chưa có like lại nha. Hàng 95k size nhỏ không à, size 56, 57 kg trở lại hoặc là 55 kg trở lại thôi, nên là em không có like.
Rồi lên giúp giùm em bộ này mã số 2 em chốt cho chị Nhung Lê. Ok chị Nhung Lê. Nghe kỹ size giúp em nha. Cái này nó một size 1. Size cho cái chị 50 kg đến 65 kg mặt dừa. Cái này không có lên 2.3 nữa nha chị, hàng resize nha, hàng một size 1 thôi. Em 1m58, em 48 kg là em đang mặc cái bộ này nè. Cái chị mặc thì nó sẽ giãn cái áo ra nè, nó bung ra rất là đẹp. Và cái áo này dập ly rất là đẹp nha, dập ly rất là đẹp luôn đó. Size cho cái chị từ 50 kg đến 65 kg. Chị nào 63, 64, 65 kg thì vui lòng là cao 1m56, 57 trở lên giúp em. Còn chị nào mà 1m55 dưới, 1m55, 1m50, 51, 52 rồi đó, thì 62 kg trở lại là cái chị mặc ok nha. Nè chị mã số 2 nè chị. Nên là cái chị không có lên 2.3 gì hết ha. Đó. Còn form quần á là cái chị mặc nè. Chị nào mà 40 mấy ký mà mặc form chịu rộng như em á thì cái chị mặc, tại vì hàng quần của mango á là cái quần của nó may nó thoải mái vậy đó. Chị nào mà hay mặc mango thì cái chị biết cái form ha. Cái này không có size mấy chế ơi, tại từ nãy giờ em nói mà mấy chế cũng không hiểu luôn. Hàng có một size, hàng resize nha, từ 50 ký đến 65 ký thì chốt. Chứ không có giống như hàng nhà họ hàng của Hiếu Hạnh hôm bữa là ừ phải 2.3, 2.4 là chia size ra, không có. Cái này nó có một size một hàng. Đó rồi em. Hôm qua còn có một cái chốt cho khách rồi. Hàng dập ly là cái hàng rất là dễ mặc và rất là dễ mua luôn đó. Mà mấy chị không mua được nữa thì em cũng không biết sao luôn ha. Rồi lên giúp giùm em mã số 2 em hết rồi. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 3 đi cả nhà. Chốt em bộ này mã số 3 nha. Chốt giúp giùm em là mã số 3. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 3 cả nhà ơi, mã số 3. Mã số 2 em hết nha. Mã số 2 em chốt cho chị Nhung Lê là em hết rồi. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 4. Ồ, bông tím rất là đẹp luôn nè. Mã số 4. Size cho các chị đẹp nhà em là 50 kg đến 65 kg mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 4 cả nhà, bông tím. Chốt em mã số 4. Mã số 3 em chốt cho chị Thu Trang La. Mã số 3 em chốt cho chị Thu Trang La. Rồi màu tím này là bộ này là mã số 4 giúp em rất là đẹp nha các chị. Form bình thường nha chị ơi. Form bình thường như bữa giờ các chị mua dập ly sau thì cái form quần nó y chang vậy đó, không có khác gì chân, không có ống rộng dập ly, em không có ống rộng. Toàn là mấy chị gì đâu mà nót lên xả đơn 3-4 lần không à mấy chế. Thật sự luôn á, chị nào mà bị nót mà lên đỏ quét mà xả đơn hàng chừng 3-4 lần trở lên mà gọi không có bắt máy á, mấy chị em chốt đơn cho mấy chị là thật sự em cũng rất là ngại nha. Nói mấy chị đừng có buồn luôn á, tại vì không biết là gọi được cho mấy chị hay không rồi chốt quá trời á. Dập ly thì nguyên tắc cứ 4-5 bộ trở lên thì cọc cạc giùm em nha các chị. Khách cũ khách mới luôn ha. Cho chắc ăn đi, tại vì hàng dập ly thường mấy chị chốt nhiều lắm mà gọi không được, mất công em like tới like lui. Đơn này em chốt cho cái chị chiều kịp á thì em gọi, còn không thì sáng mai em sẽ gọi. Chị Nguyễn Linh còn xài số điện thoại cũ không chị? 078 3923 874 nè, còn xài số này đúng không? Đơn hôm qua là đang gọi chốt chị ơi, nó rất là nhiều, hôm qua em like tới 2 like lận, nên là đơn rất là nhiều thì gọi từ từ tới. Bắt đầu 10 giờ, 8 giờ mấy, 9 giờ mấy bạn nhà em mới bắt đầu gọi, gọi chừng nào hết đơn thì thôi. Còn đơn của mấy chị rơi vô cái khúc nào thì em không biết ha, lúc mấy giờ thì không biết thật sự. Mã M4 cho chị Nguyễn Linh một bộ, em chốt cho chị Hạnh Diệu Diệu một bộ. Đây chị Hạnh Diệu Diệu nè, xả đơn liên tục luôn chứ ơi. Xả đơn liên tục luôn, chị Hạnh Diệu Diệu cọc cạc giúp em đi rồi em chốt lại cho. Chứ mua hàng cứ, em nói mấy, thật sự em nói mấy chị đừng có buồn em luôn á. Nhưng mà cái cảm giác mà gọi mà cứ chốt đơn rồi xả, chốt đơn rồi xả nó rất là bực.
toàn là khách, mấy chị khách toàn là khách quen ở bên em không hà, mà gọi ví dụ mấy chị bận công chuyện gì mấy chị cứ nói ừ đơn hàng của chị gửi đi hay là đơn hàng của chị mấy chị thấy cuộc gọi nhỏ mấy chị gọi lại giùm em, cái này không thấy luôn. Rồi cứ xả đơn hoài. Em nói thì mấy chị lên mấy chị nói là mấy chị giận hờn em. Em chốt cho chị Hạnh Diệu Diệu cái đơn này nữa nha chị. Còn gọi không được nữa là mai mốt á là chị cọc cạc em mới chốt nha. Còn nếu như á mà không có cọc cạc là em không có chốt lại nữa. Xả quá trời xả luôn đơn của chị á. Em nốt đầy ở trong đây hết trơn luôn rồi nè. Thật sự công việc ai cũng có hết á mấy chị. Công việc ai cũng có hết thế, nhưng mà mấy chị để ý giùm em, chưa mất một phút nữa là mình đã xong cái đơn rồi. Mã số 4 em chốt cho chị Hạnh Diệu Diệu. Đơn là mấy bạn nhà em đang gọi mấy chị nha. Đơn hồi sáng giờ hồi hôm qua là hai like lận nên là mấy bạn nhà em đang gọi, mấy chị thông cảm chờ giùm em đi ạ. Em nói với mấy chị là đừng có buồn. Đơn hàng mấy chị thắc mắc đơn hàng vui lòng nhắn tin giùm em đi mấy chị. Nha, mấy chị nhắn tin giùm em đi, ở trên live em tập trung em bán, em không có kiểm tra đơn được. Không, em gọi chị không bắt máy chứ không phải là máy bị hư chị. Đơn hàng của chị là gọi là thường xuyên không bắt máy. Thật sự luôn á chị Hạnh Diệu Diệu, em xuống em chốt đơn mấy lần á. Rồi đơn giúp giùm em mẫu này là mã số 5 nha mấy chị ơi. Mã số 5 em không có size 85 kg chị. Bộ này là hàng resize, em có size cho các chị từ 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Lên giúp giùm em bộ này. Lên giúp giùm em bộ này nha các chị. Bộ này lên giúp giùm em rất là đẹp luôn nè. Mã số 5. Mã số 5 em chốt cho chị Thùy Trang Trần Thị một bộ. Đẹp lắm các chị. Bộ này vải rất là đẹp luôn. Bộ này bữa giờ lò không có sale luôn mấy chị. Em bán qua cũng mấy tháng rồi đó. Em bán qua mấy tháng mà cái lô này là lò không có sale, bữa nay mới chịu sale đó. Nên mấy chị đẹp nhà em tranh thủ lấy đi. Tranh thủ lấy đi, cái bộ này vải đẹp lắm. Mã số 5 em chốt cho chị Thu Trang La một bộ. Mã số 5 em chốt cho chị Thu Cúc Lê một bộ. Nè chị, ba bộ. Rồi em hết mã số 5 ha. Mã số 5 em có 3 bộ cho ba chị. Hôm nay em chỉ lên cho các chị hàng dập ly thôi. Chiều kịp thì bên em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn. Còn nếu như mà không kịp á, thì ngày mai bên em chốt. Còn các chị đẹp nhà em muốn mua, tối nay em không có like nha. Tối nay em bận việc nên là em ốp một đêm nữa. À, trưa mai em sẽ like tiếp. Với lại là thêm cái này nữa mấy chị, sáng ngày mai em sẽ có một lô giả váy hàng cao cấp, hàng Solan Thiêu trực tiếp về cho mấy chị đó mẫu mới. À, chị nào mà muốn mua giả váy à, dài mà màu á, thì thiêu trực tiếp hàng cao cấp á, thì ngày mai các chị nhớ đón xem cái like của em vào buổi trưa nha. Trưa mai em có. Mã số 5 em hết rồi. Dạ cái lô này nó giống như cái lô đợt đầu tiên á chị Chính. Cái lô đầu tiên về em bán cho mấy chị đó, mấy chị nhớ không? Mấy chị nhớ không ạ? Là nó có một size 1 ha. Chị Hà Thu là chị bình luận sao nha, chị bình luận sao, cái mã đồ của chị là chị bình luận sao nên là chị không có, em không có đọc tên. Em chỉ đọc tên những chị nào được chốt được thôi cho nó nhanh nha. Bộ này cái chị mặc trắng da lắm nè các chị. Cái áo này dập ly rất là đẹp mấy chị. Vải đẹp lắm, vải nó mướt được à. Vải mềm, mịn ha. Mát. Lên giúp em bộ này là mã số 6. Hàng có một size 1 hà nha mấy chị yêu ơi. 50 kg đến 65 kg nha. Chị nào 63, 64, 65 kg thì cao 1m57 trở lên giúp em. Còn chị nào 1m55 dưới 1m55 hơi thấp người một tí xíu á, thì tầm khoảng 62 kg, 62, 63 kg trở lại là cái chị mặc đẹp. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 6. Mã số 6 giúp em nha, rất đẹp luôn. Mã số 6 em chốt cho chị Vi Ngọc. Màu tím hiện tại là hết rồi chị. Màu tím có hai bộ à. Ở dưới bao chắc em nghĩ còn đó. Ở dưới bao chắc em nghĩ còn. Tại vì cái này em mới đem lên cho mấy chị có hai bao là nó tầm khoảng mới có 500 bộ thôi. Cái lô đợt này em về nó tới 2.000 bộ lận. Nên là các chị cứ từ từ các chị chốt. Với lại là chốt coi kỹ giúp em coi chừng nó bị trùng bông trở lại nha. Tại vì cái phần mà bông là em không có kiểm soát được cho mấy chị. Tại vì không có soạn kịp ra từng bông nữa mấy chị, nó quá nhiều nha. Nên là mấy chị để ý cái bông giùm em để thôi nó bị trùng. Rồi mã số 6 em chốt cho chị Vi Ngọc một bộ.
Mã số 6 em chốt cho chị Thu Cúc Lê một bộ. Giá 125.000 nha cả nhà. Cái lô này nó mắc hơn nha. Lô này em lấy hàng là nó cao hơn cái lô vừa rồi. 5.000 một bộ thì em lên cho mấy chị đúng 5.000 nha. 125.000 một bộ. Mã M6 cho chị Thu Cúc Lê. Cái hàng có cái bông đó. 52 kg, cao 1m50 được không em? Được chứ nha. Em 1m58, 48 kg nè. Đó, là em cái form áo cái chị mặc như vậy là nó quá đẹp rồi. Eo em có tầm có khoảng 65 thôi. Nó ôm vô như vậy nè. Ví dụ mấy chị tròn hơn em thì mấy chị mặc cái áo nó sẽ giãn ra. Cái form này đẹp lắm. Form này là cái form mà cái lô đầu tiên em bán cho mấy chị 1.000 bộ rồi đó. Bữa nay em về được 2.000 bộ nữa là hết cái lô này rồi nha. Nhưng mà về đợt này họa tiết nó đẹp hơn họa tiết đợt trước luôn. Họa tiết đợt trước ít. Tại vì lò còn giữ lại ấy, lò không có chịu sale mấy chị. Em cũng cũng là đợi hàng lấy giá mềm cho mấy chị đó, nhưng mà lò người ta sale giá này hàng người ta không có giảm nữa. Rồi gọi là hàng 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 hơi hiếm đó, tại vì hàng dập ly, cái chị nhớ nha, hàng dập ly, nhà Hiếu Hạnh và nhà BT là cái nhà em đang bán cho mấy chị nè. Hai nhà này là form đẹp. Vải đẹp nha. Form đẹp và vải đẹp, họa tiết nó cũng đẹp nữa. Bộ em đang mặc là mã số 1 em còn nha. Chị Ngân Kim ơi, chị thắc mắc đơn hàng vui lòng chị gửi qua Zalo giùm em nha chị. Cái số Zalo là cái số trên màn hình đó em nói nãy giờ mới chế. Ở trên live sao em kiểm tra cho mấy chị được, em đang bán hàng mà. Nhắn tin qua giùm em ơi kiểm tra đơn hàng giùm chị và kèm theo số điện thoại giùm em nha. Mã số 6, mã số 6 còn nha chị. Ủa, mã số 6 là bộ nào? Trên đây nè chị, trên đây còn mấy cục nữa kìa. Chị Châu Thị Phương Dung ơi, em 1m58, em 48 kg. Chị nha, là em đang mặc bộ size số 1 đó chị, 55 kg. Thì cái bộ này em có một size 1, em canh cho mấy chị là 50 kg đến 65 kg. Rồi mấy chị coi vừa thì mình chốt nha, coi mình mặc được thì mình chốt nha mấy chị. Giờ mấy chị hỏi em mà em đã nói là 50 kg đến 65 kg, mấy chị vô mấy chị hỏi em 55 kg mặc vừa không rồi trả lời sao bây giờ nha. Trả lời không vừa hả chế? 50 kg đến 65 kg nha cả nhà. Ví dụ như người 65 kg thì người ta mặc cái form quần nó sẽ vừa, nó ôm vô hơn. Còn mình ví dụ mình có 55 kg thì mình mặc nó sẽ thoải mái. Nhưng mà hàng mang gồ thì nó phải như vậy nha, hàng mang gồ thì nó phải như vậy chứ thôi. Có nhiều chị á là mà 50 kg về xong cái mặc cái form quần cái nó cái quần chị mặc bị rộng thì tất nhiên rồi, mặc rộng hơn người 65 kg rồi chứ sao. Mà chị 50 kg chị mặc vừa cái form quần rồi cái mà cái quần mang gồ nó có rộng tí xíu nó vẫn đẹp nha, tại vì nó rũ và nó rất là mềm. Quan trọng là cái áo mình mặc lên nó ok nè đó. Mã số 1 em chốt cho chị Hà Thu. Đấy em mới nói là mấy chị mua hàng dập ly á, mà mấy chị hàng rất là dễ mặc luôn, mà mấy chị còn chốt không được nữa thì mấy chị rất là khó đó. Rất là khó để chốt luôn. Rồi tới chừng mà người ta mua tới tới mình mà mình người ta mua người ta mặc người ta chán luôn rồi tới đó mình mới mạnh dạn mình mua ha. Uổng lắm mấy chị, em nói thật hàng dập ly rất là dễ mặc. Mã số 1 em đang mặc cho chị Tâm Đoan Trần. Riêng hàng gì chứ hàng dập ly của hai nhà này là em tự tin em bán cho mấy chị luôn, hàng rất đẹp, vải rất đẹp. Còn chị nào mà hơi mua hàng mà hơi khó, sợ rồi chật rồi sợ rộng rồi sợ này kia đồ đó, mấy chị mua hàng dập ly mà mấy chị sợ rộng xấu nữa là mấy chị không có mua được đâu. Mã số 1 em chốt cho chị Châu Thị Phương Dung. Hàng dập ly hàng chưa có bao giờ mà em nhập hàng nào mà nó nhiều như hàng dập ly hết mấy chị. Em bán hổm giờ em bán cho mấy chị có 5-6 ngàn bộ rồi đó, nên là yên tâm mua nha, yên tâm mua. Mấy chị ơi, đơn hàng á thì á, khi nào tới thì bưu điện hoặc bưu tá họ sẽ liên hệ họ giao cho mình nha. Chứ mấy chị hỏi em đâu có biết mấy chị. Đơn hàng thì nhiều khi đi nhanh, nhiều khi đi chậm, cái đó không có kiểm soát được mấy chế nha. Thì đơn bên em đã gọi cho cái chị gọi là đi rồi đó. Mấy chế ơi, đơn hàng á em nhắc mấy chị nè. Bên em gọi điện chốt đơn là đơn đã đi trong ngày đó luôn rồi.
đợi giùm em nha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai có đơn hàng dập ly ngày hôm nay, kịp thì chiều bên em gọi điện chốt đơn cho mấy chị luôn, còn không kịp thì sáng ngày mai sẽ gọi chốt. Nếu mà chiều nay kịp là em sẽ gọi những cái đơn nhiều trước, rồi đơn 1, đơn 2 thì có thể là ngày mai sẽ gọi, tại vì tối nay em sẽ ốp, em không có like nguyên buổi chiều ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay em chỉ like cho mấy chị dập ly thôi, không có mẫu khác nha. Bộ này là form cho các chị 50 kg đến 65 kg. Rồi còn mấy chị mà thắc mắc đơn hàng thì vui lòng nhắn tin vào Zalo cho em nha, số đang chạy trên màn hình đó. Mấy chị đừng hỏi trên like nữa, mất thời gian của em và mất thời gian của mấy chị khác lắm nha. Chị Nguyễn Thị Kim Sơn, cái lô này là nhớ cái lô này không? Cái lô của BT đó chế, bữa nay nó về nhiều họa tiết đẹp hơn nữa. Mã số 1 cho chị Nguyễn Thanh. Rồi ok, 125 ngàn ha. Giá vẫn không đổi cho mấy chị là 125 nha mấy chị. Phí ship là 20 ngàn trên một đơn. Đây em có cái bộ đỏ này nè mấy chị, chịu bộ đỏ này không? Nó giống giống như cái bộ mã số 6 vậy đó. Mã số 6 em còn bộ nè. Chị nào đẹp nào hỏi em mã số 6 nè chị. Chị nào hỏi em mã số 6 nè. Em về cái lô này á, là nó cỡ chừng 500 cái họa tiết vậy đó. Nên là cái chị cứ từ từ cái chị chốt nha. Mã số 6 em còn được một bộ cả nhà ơi. Họa tiết đẹp nhiều lắm. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã số 7. Lên giúp em bộ này là mã số 7 nha. Cái chị rất là đẹp luôn. Size cho cái chị 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 7 cả nhà ơi, mã số 7. Ủa cái bộ này đâu phải mã số 7. Nó là mã số 7 luôn đúng không chứ? Đúng rồi. Bộ này là mã số 7 giùm em luôn cái chị ơi, mã số 7 50 kg đến 65 kg nha. Mã số 7. Cho em về cái mẫu khác hay cái mẫu mà quay ngang, quay ngang. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 8 cả nha. Mã số 8 giúp em ha. Chốt giúp giùm em là mã số 8. 50 kg trở lên, 65 kg trở về giúp em. Lên giúp em bộ này là mã số 8 ạ, mã số 8. Dạ em cảm ơn chị Phương Thanh Thanh rất là nhiều. Rồi chốt em bộ này là mã số 8 cả nha. Chốt vải mango dập ly giúp em mã số 8. Mã số 8 em chốt cho chị Vi Ngọc một bộ. Đẹp quá chừng. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Mã số 9 bộ bi trắng. 50 kg đến 65 kg. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Mã số 8 em chốt cho chị Hương Lê là em hết mã số 8. Mã số 9 em chốt cho chị Hà Thu. Mã số 9 cho chị Hà Thu một bộ, em chốt cho chị Nhung Lê một bộ là em hết mã số 9. Đẹp quá chứ ơi, chứ chọn cho em vài bộ màu vàng chứ. Mấy cái họa tiết bông bông vàng vàng. Nè mấy bộ này. Đẹp lắm. Em chào chị Thanh Gương. Mã số 9 em hết cả nhà ơi. Mã số 10 đi cả nhà, mã số 10 em có 3 bộ nè. Nó vừa bi mà nó vừa bông chân nữa. Đẹp lắm luôn nha mấy chị, vải là em bao xịn cho mấy chị luôn nha. Vải này nó rất là mướt và nó mềm nữa nè, các chị thấy không? Và nó dày dặn nha. Lên giúp em bộ này là mã số 10. Lên giúp em mã số 10 em có 3 bộ. Mã số 10 em có 3 bộ cho các chị 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Một bộ vẫn đi đơn bình thường chị. Quan trọng là mấy chị đẹp nhà em nhận hàng giùm em nha. Với lại là nghe điện thoại giùm em mấy chứ ơi. Mã số 10 em chốt cho chị Nguyễn Thanh một bộ, cho chị Nhung Lê một bộ. Em buồn mấy chị hồi sáng em mới xử lý một một hai đơn gì á, em gửi cho mấy chị có cái áo bà ba, một cái áo 75 ngàn, phí ship 20 ngàn, gửi tới không nhận mấy chứ. Trời ơi buồn thấy sợ, buồn thấy sợ luôn. Hỏi em có một áo có gửi không, một áo nhỏ cũng gán gọi điện nhỏ gửi xong gửi tới không nhận hàng. Chị cái bộ bi bi trên đó giống bộ này không?
mắt là đổ xuống này hả? có cái bông không? Có Không, không? cái này không có Không. cái bông. Hết rồi, hả? Rồi. Cái này nó Mã không số có 10 em chốt cho chị My Phương Phạm một bộ. Nhưng mà kiểu nó giống không? Lấy luôn đi chị, lấy luôn đi. Chị Nguyễn Quyên ơi, em lấy cho chị cái bộ này nhưng mà nó giống y chang vậy đó chị, nhưng mà nó không có cái bông này thôi, được không? Nó giống y chang chị mà nó không có cái bông thôi ạ. Có cái bông, cái kia không có cái bông. Cái này nó có cái bông. Ủa cái kia nó không có cái bông, cái này có cái bông. Em lấy cho chị bộ này nha chị Nguyễn Quyên. Nè. Nó giống y chang với chị. Nè. Chị Nguyễn Quyên em lấy cho chị bộ này nha. Mã số 10. 67 kg không vừa chứ ơi. 67 kg chứ phải gọn người mới được. Phải gọn người mới vừa. Còn không thì 65 kg trở lại thôi. Chị Nguyễn Quyên em lấy chị bộ này nha. Chị Nhung Lê ơi, tại vì em chốt theo thứ tự rồi chị. Trời, nó có cái bông thôi, nó không có cái bông gì, nó không có quan trọng đâu mấy chế. Yeah, nó không có quan trọng đâu. Trời ơi, có cái bông không mà về mấy chị lấy cái kè áo mấy chị cài vô nó còn đẹp hơn nữa. Rồi, lên giúp giùm em bộ này nha mấy chị, khỏi đổi tới đổi luôn mất công chứ ơi. Rồi, lên giúp giùm em bộ này là mã số 11, cả nhà, mã số 11 em có hai bộ. Mã số 11 em có hai bộ đẹp quá. 125.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Mango dập ly nhà BT giúp em size cho cái chị 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Chị nào mà thích thoải mái rộng rãi tí xíu thì chịu mặc như em á thì 47 48 kg mặc ok ha. Mã số 11 em chốt cho chị Nhung Lê, mã số 11 em chốt cho chị Thu Cúc Lê. Rồi là em hết mã số 11. Hàng đẹp còn nhiều lắm. Chế ơi, chế Nhung Lê, chế Nhung Lê cứ từ từ nha. Chị về chị lấy cái kè áo chị cài lên cái đó nó còn đẹp dữ nữa. Dưới là mấy cái bộ mà nhà, mấy cái bộ gì hôm bữa em bán cho mấy chị đó, có mấy cái bộ mà nó có cái bông rời á mấy chị. Cái bông của nó là bông bằng kim tây cài vô á, chứ không phải dán như vậy, không phải may vô như vậy. Chị về cái chị lấy cái chị gắn qua đó, phụ kiện là mấy chị cứ kết hợp thoải mái. Trời ơi, cái bộ này nó đẹp. Cái bộ này em có 3 bộ, lên giúp em mã số 12. Shop em ở Cần Thơ nha chứ ơi. Lên giúp em bộ này mã số 12 nè các chị, 50 kg đến 65 kg. Ui đẹp quá. Cho em mã số 12. 125.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Các chị thấy cái vải của nó nè mấy chị ơi, nó mướt lắm. Nó mướt lắm, em chờ hoài luôn, em chờ hoài luôn nhưng mà hàng sale không có xuống giá luôn á mấy chị. Nha. Yeah. Không có xuống giá cho mấy chị luôn á, vẫn giữ nguyên giá như từ xưa tới giờ. Đây là mấy chị đẹp nhà em. Chốt bộ này đi, cái này đẹp lắm. 1m53, 65 kg, chị gọn người không? Chị gọn người mặc bộ này mới vừa, chị Minh Tuyết ơi. Không sao đâu chị Nhung Lê, về mình kết hợp theo cái kiểu khác cũng rất là đẹp chứ. 12 em chốt cho chị Hà Thu, 12 cho chị Vi Ngọc. Và 12 em chốt cho chị Nguyễn Thanh là em hết. Ok chị Nhung Lê. Chị Nhung Lê mua hàng dễ thương lắm nha. Chị Nhung Lê là mua hàng dễ thương lắm. Nên đó là chị đẹp, về kết hợp lại giùm em cái bông, cái cài áo khác nha. Dạ em không có bán sỉ nha chị ơi. Em chỉ bán lẻ thôi chứ không có bán sỉ. Ôi em còn mã số 12 cho mấy chế nữa nè. 12 em chốt cho chị Xeo Nhân, em chốt cho chị Hoa Mari. Sau lưng em còn nữa không? Đẹp quá, cái bộ này đẹp quá mấy chế ơi. Em bán lẻ không à, em không có bán sỉ nha mấy chế. Mua hàng xí điệu khỏi kiểm tra, mặc là đẹp hết, cứ yên tâm mà chốt. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Kim Sơn rất là nhiều. Chị Nguyễn Thị Kim Sơn mua hàng dập ly bên em chắc cả 100 bộ rồi đó mấy chị, cả 100 bộ rồi đó. Lúc mà em mới về cái hàng này là chỉ mua hết mấy chục bộ rồi đó, 70 80 bộ rồi.
Rồi mã số 12 em hết rồi cả nhà, 125.000 một bộ chị. Phí ship là 20.000 trên đơn. Rồi lên giúp em bộ này đi các chị ơi, đẹp chưa? Lên giúp em mã số 13. Mã số 13 em có một bộ một à. Mã số 13 em có một bộ một hả mấy chị? 12 em hết rồi. Lên giúp em mã số 13 ha, size 50 kg đến 65 kg mặc vừa nha các chị. 13 em chốt cho chị Nhung Lê. Ok chị Nhung Lê. Là em hết mã. Hôm nay em chỉ lên dập ly cho các chị thôi. Chị nào muốn mua giả váy thì em hẹn các chị ngày mai nha. Ngày mai em có lô giả váy mới về. Các chị đẹp nha, em chốt nhớ cái bộ đồ mình chốt nha mấy chị. Tại vì hàng này là em về tới 2.000 hàng lận, nên là nó sẽ bị trùng lại nhiều quá. Nên là chị đẹp nào mua thì nhớ nhớ cái mã đồ giùm em để thôi bị trùng. Dạ chị Minh Tiết, cái bộ này nó họ hàng nó không có size nha chứ ơi. Hàng này hàng resize. Hàng này size 50 kg đến 65 kg là mặc ok. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 14. 13 em hết rồi, bộ em đang mặc trong người là mã số 1. Còn chị nào mà 67, 68 kg á, là cái chị gọn gọn người giúp em nè. Cái mấy cái form này nó bự nè chị. Nè em bung ra nè. Em chốt cho mấy chị 65 kg là em chốt, còn hơi khiêm tốn tí xíu đó. Nhưng mà để chắc ăn thì mấy chị gọn gọn người tí xíu giúp em ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 14. Em có hai bộ, đẹp quá chừng đẹp. Giải nó mướt mà nó mềm quá nè mấy chị. Lên giúp em bộ này là mã số 14 giúp em nha. Mã số 14 đẹp lắm mấy chị. Cổ dúng bèo. Lên giúp em mã số 14 cả nha. Size cho các chị đẹp nha. Em 50 kg đến 65 kg mặc vừa nha. 14 em chốt cho chị Nhung Lê một bộ. Một trăm hai mươi lăm ngàn em bán cho mấy chị rẻ hơn giá sỉ luôn, rẻ hơn cái giá sỉ hiện tại của hàng dập ly luôn đó mấy chị. Giống đó chị. Mã số 14 mấy chị yêu ơi, 14 em chốt cho chị Châu Thụy Phương Dung một bộ. Mười bốn em còn một bộ cả nhà. Mã số 11 hả? Mã số 11 em hết rồi. Mã số 14 em còn được một bộ. Chị đẹp nào lấy lên giúp em mã số 14. 14 em còn được một bộ nha chứ ơi. Rồi cái bộ pizza này hồi nãy chị nào chưa chốt được nè, chốt lại giúp em. Cái bộ pizza này hồi nãy chị chốt, chị đẹp nào chốt được rồi thì bỏ qua giúp em nha. Lên giúp em bộ này là mã số 15. 15 em có hai bộ. 14 em chốt cho chị Út Giàu. Chị Út Giàu khách mới, vui lòng lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị Út Giàu ơi. Mã số 13 em hết rồi chị. Mười lăm em chốt cho chị Hà Thu. Ok chị Hà Thu, hồi nãy chị nào chốt được cái bộ bi da rồi thì nhớ giúp em nha. Bộ bi này hồi nãy em có lên bộ rồi đó, có lên một mã rồi. Chị Út Giàu khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị để em biết em canh size cho chị coi chị mặc vừa không ha. 125.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Mango dập ly giúp em rất đẹp luôn. Mã số 13 em hết rồi, lên giúp em bộ này mã số 15 đi cả nhà. Mã số 15, bộ bi đẹp chưa? Giải này các chị mặc bao mát luôn. Giải này nó mềm và nó mịn lắm mấy chị. Mã số 7 hả? Mã số 7 cho chị Lan Cao. Mã số 7 là bộ này nè chị Lan Cao, em chốt cho chị. Hồi nãy không, hình như em không nhớ chị có hay chưa nữa. Bây giờ chốt đi chế, bây giờ chốt đi xuống dưới á mà có trùng á thì nói mấy bạn nhà em kiểm cho mấy chị có trùng thì mấy bạn nhà em bỏ ra nha. 1m6 65 kg mặc vừa không em? Vừa chị Thâm Trương. Lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi. Chị Seo Ly Quỳnh, chị Seo Ly Quỳnh khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại luôn mới có đơn nha chứ ơi. Rồi mã số 15 em còn một bộ nha. Mã số 15 em còn một bộ. Chị nào là khách mới thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao nha mấy chị ơi, kèm theo số điện thoại mới có đơn nha. Mấy chị chốt mã đồ không, không có đơn đâu ạ. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 16. 1m67 80 kg không có chị ơi.
Rồi lên giúp em bộ này là mã số. Dạ, lên giúp em bộ này là mã số 16 cả nhà. Mã số 16. Mã số 7 em chốt cho chị 6 vỏ một bộ. Chị ơi, 1m65 là chị mặc cái quần nó bị ngắn nha chị Út vào. 1m65 là chị mặc cái quần nó sẽ vừa chí cái mắt cá đó. Vừa chí cái mắt cá của chị hoặc là nhỉnh lên trên cái mắt cá một tí xíu. Chị chịu không? Chịu thì em chốt. Tại vì form quần dập ly nó không có dài. Mã số 16 em chốt cho chị Hoa Marie. Ok chị Hoa Marie. Mét 58, 52 cân. Ok chị Sally Quỳnh. Chết cho em cái bọc. 18 cho chị Sally Quỳnh nè. Dập ly không có size 75kg nha chị Hương Cao. Bộ này em có tới size 65kg à. Chị Sally Quỳnh ơi, chị là chị Huệ Lan. Nhưng mà ví dụ như chị xài cái nít mới á, thì chị cứ cho em cái số điện thoại của cái nít mới nha. Tại mấy bạn chốt đơn mấy bạn không biết. 1m47 nặng 52kg. Chị Thùy Dung là ok. Cái form này là chị mặc vừa rồi đó. Cái quần hơi dài tí xíu thì về lên like giùm em nha chị. Chàng ơi cái màu beo nó đẹp. Mấy chớ ơi, nó đẹp dữ lắm. Ở phía sau em còn nữa chứ. Ở phía sau em còn nữa đó. Chế có còn ấy luôn không? Chế có còn lấy ra không? Lấy ra em thảy qua chờ. Hàng đợt này về em nói với mấy chị hả, là đẹp mê ly luôn nha mấy chị. Đẹp mê ly luôn á. Ok chị Sally Quỳnh, em thấy số điện thoại của chị rồi. Ok chị Út vào nha. Em chốt cho chị mã số 18 nha chị. Ủa quên, mã số 14 nha chị. Bộ này nha. Chị mặc là giống như người mẫu mặc vậy đó. Chị 1m65 là chị mặc giống như người mẫu mặc vậy đó. Người mẫu mà mặc chụp hình đó. Người mẫu của hãng BT á, chụp hình đó chị, là chị mặc giống vậy đó. Dạ. Dạ đúng rồi, ok chị Huệ Lan Nguyễn với chị Sally Quỳnh nha. Nhớ nói là dồn đơn của hai chị đọc tên giùm em, là mấy bạn nhà em biết, để mấy bạn nhà em dồn đơn cho. 1m6 66kg. Mã 16 66kg, mét 58. Chị Hương Thu ơi, chị 66kg mét 58, chị gọn người giúp em, chị mặc vừa nha chị. Chị Bạch Tuyết ơi, bây giờ là em không có cái bộ đồ lam của cái size của chị nha, nên là em không có nhận đơn nha chị. Bộ đồ lam hồi hôm qua là nó em không có size của chị nha. Bộ đồ lam mã số 4 mã gì đó, là cái đó là cái chị chốt trực tiếp trên live giùm em. Còn hiện tại hôm qua em live là hết trơn hàng rồi đó, nên là chị họ nói chuyện với mấy bạn chốt đơn giùm em ha. Mấy bạn nhà em lấy được thì mấy bạn nhà em lấy cho chị, còn nếu như không á thì em không có nhận đơn như chị. Chốt trực tiếp trên live giùm em nha. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Mã 16, mã 16. Ủa mã 16 là mã nào vậy? Mã 16 là bộ em đang cầm á hả chế? Chúa lên. 16 cho chị Hương Thu, ok. 16 là bộ beo này đúng không chị Hương Thu? Chị bao nhiêu ký chị Hưng Nguyễn? Chị cho em 1m55, chị hỏi em vừa hay không? Em no biết nha chế ơi. Chị Hương Thu, 66kg, 1m58, gọn người giúp em là ok nha chế. Chốt cho chị mã số 16 nha. Rồi chị Hương Nguyễn là 1m, mã số 16, cao 1m55, có vừa không? Không biết chế nha. Bao nhiêu ký? Lên giúp em bộ này là mã số 16, bộ beo nè. Đây ok, cái bộ này, cái form này là form nó to nè mấy chị. Lên giúp em mã số 16 nha. Mã số 16, lên giúp em theo mã số đi mấy chị, đừng có diễn tả. Trời ơi, từ từ lên chị ơi, chị muốn màu gì cũng có, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, màu lam, màu xanh đen, màu gì cũng có hết, nhưng mà từ từ lên. Nha, từ từ lên. 16 em chốt cho chị Nhung Lê.
65 kg cao bao nhiêu chị ơi? Mấy chị muốn hỏi size thì mấy chị vui lòng cho em cân nặng chiều cao đầy đủ nha mấy chế yêu. Chị Hoa Marie ơi, chị có đơn dồn thì chị nói với bạn chốt đơn giùm em nha. Khi nào mấy bạn nhà em gọi tới chị nói chị có đơn hàng dập ly đó, dồn giùm chị mấy bạn nhà em dồn cho. Đây màu trắng nè, mấy chế yêu màu trắng đúng không? Yêu màu trắng là em có màu trắng. Đây cái bộ bi trắng nè, mã số 17 giúp em. Chị Tâm Đơn Trần ơi, chị mặc là ok, mẫu này là chị mặc vừa hết đó chị. Chị là khách cũ ở bên em, không cần phải lên lại số điện thoại nữa, chị cứ lên mã số giùm em là ok ha. Mã số 17 là bộ bi trắng nè, chị nào chốt giúp em đi ạ. Chị nào 63, 64, 65 kg thì cao 1m56, 57 trở lên giúp em. Còn chị nào mà 1m55 dưới 1m55 thì 62 kg trở lại. Các chị đẹp nha em nha, mặc cho nó đẹp. Tại hàng mang gồ là nó không có co giãn. Rồi mã số 17. Mã số 17 là bộ bi trắng em chốt cho chị Hà Thu một bộ. Mấy chế ơi từ từ em lên màu nha. Từ từ em lên màu nha. 17 em chốt cho chị Nguyễn Thanh một bộ. Bộ em mặc là mã số 1. Chị Nương Nguyễn chốt bộ em đang mặc đúng không chị? Bộ em mặc là mã số 1 nha. Bộ em đang mặc trong người là mã số 1 các chị. Bộ bi trắng em đang cầm trên tay là mã số 17. Mã số 1 em chốt cho chị Nương Nguyễn. Bộ số 1 em đang mặc là còn nha mấy chị. Số 1 em chốt cho chị Nương Nguyễn. Chị Nương Nguyễn chốt mã số 1 hay mã số 17 vậy chị? Lộn rồi đúng không? Mã số 17 đúng không? Vậy là mã số 1 không có em quỷ nha. Mã số 16 là bộ vàng nào? Mười sáu của chị Hương Thu xả ra giùm em đi bộ beo quá chị đẹp, bộ beo quá, thảy hai bộ beo lại cho em luôn. Rồi vậy là em quỷ đơn của chị Hương Thu nha, thảy hai bộ beo lại cho em luôn đi. À của chị Nhung Lê là đúng. Rồi em còn bộ beo của chị Hương Thu không có mã số 16 nha chị, mã số 16 em hết rồi. Em quỷ bộ của chị Hương Thu nha. Rồi cái bộ beo em chốt cho chị Nhung Lê là chị Nhung Lê có bộ beo. Rồi lỡ rồi lên giúp giùm em mã này là mã beo đi, chị nào lấy lên giúp em mã beo. Chị Nương Nguyễn không có lấy bộ mã số 1 em đang mặc đúng không, chị bấm thiếu số đúng không? Rồi quỷ mã số 1 nha. Mã số 17 em chốt cho chị Diệu Diệu. Ngày mai em có lô giả váy hàng cao cấp về nha mấy chị ơi. Chị nào muốn mua giả váy thì trưa mai đón xem like giùm em. 17 chị Nương Nguyễn có rồi nha chị ơi. Mã số 1 hồi nãy chị bấm là bấm nhầm đúng không? Rồi em quỷ cái mã số 1 rồi nha. Rồi 17 em còn bộ cả nha. 17 em còn một bộ ạ. Mã số 1 em chốt cho chị Thùy Dung là bộ em đang mặc, cho chị Thùy Dung. Bộ beo em chốt cho chị Phạm Hương. Ok chị. Ok chị Nương Nguyễn nha. Beo em chốt cho chị Phạm Hương. Rồi 17 em còn bộ cả nhà ơi. 17 em còn được một bộ, em chốt cho chị Ngọc Thanh Tống. 17 là cái bộ bi này nè. Em chốt cho chị Ngọc Thanh Tống một bộ nữa là em hết nha. Cho em bộ bi đỏ này đi chị. Còn đâu nữa. Hôm nay là chị nào cái lô dập ly này là về em sẽ phục vụ cho tất cả những chị nào hôm bữa giờ chưa mua được. Chị đẹp nhà em nha, phục vụ cho cái chị đẹp nhà em size 50 kg đến 65 kg. Rồi lên giúp em mã này là mã số 18, em có hai bộ. Mã số 18 em có hai bộ cả nhà. Chị nào 63, 64, 65 kg thì cao 1m57 trở lên giúp em. Còn chị nào mà 1m55 dưới 1m55 thì 62 kg trở xuống giúp em nha cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 18. Cái vải này nó đẹp lắm mấy chị, nó mềm và nó rất là mát nha. Lên giúp em bộ này là mã số 18. Mã số 18 em chốt cho chị Thu Cúc Lê một bộ. Mai có giả váy dài nha chị Lý Trần ơi, giả váy lỡ em chưa có hàng. 18 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Hello chị Tuyết Huệ.
Nên là bữa nào chị bữa giờ chị nào mà chưa mua được dập ly thì đừng có buồn nha mấy chị ơi, lô này là em phục vụ cho tất cả các chị luôn, rất là đẹp. 18 em hết nha cả nhà, 18 em hết. Em ngồi sức lên đây nè nó mới đúng nè. Chị lấn em cái em ngồi bên này nè. Đồ thừa ha. Rồi lên giúp em bộ này nha mấy chị ơi, mã số này là mã số 19, rất là đẹp luôn. 19 nha cả nhà, 50kg đến 65kg mặc vừa, lên giúp em bộ này mã số 19 nha chị, 19. Chỗ em mã số 19, mã số 19 rất là đẹp nha. Mã số 19 nè, kiểu khác nha mấy chị. 19 cả nhà ơi, 19 em có nhiều nè, bông vàng lên nền đen, bông vàng rất là đẹp luôn nè. Chỗ em mã số 19 cả nhà, 19. 19 cả nhà ơi, 19. Sai cho cái chị 50kg đến 65kg mặc vừa, chỗ em mã số 19. Rồi chốt em mã số 19 nha, 19 em chốt cho chị Linh Phương một bộ. 125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn, hàng mango dập ly giúp em rất đẹp nha cả nhà. Mười chín em chốt cho chị Nguyễn Thanh. Chị Linh Phương là khách mới hay là khách cũ ở bên em vậy ta? Chị Linh Phương là khách mới hay khách cũ vậy chứ? Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Chế nào cũng bị nốt, cái chế nào cũng bị một sẹo vô trong đây hết trơn rồi. Chàng ai? 19 em chốt cho chị Ngân Bùi. Em không bao giờ muốn điều đó mấy chế ơi. Có điện có đơn nhớ bắt máy giùm em. Áo bà ba em bữa nay không có lên như cô Minh Châu ơi, bà ba hôm qua có nhiêu là lên hết rồi đó cô. 19 em chốt cho chị Như chưa, chị Như Trương khách mới, vui lòng lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp giùm em mới có đơn nha chị. 19 em chốt cho chị Nhung Lê. Mười chín em chốt cho chị Ánh Lê, chị Mỹ Hạnh, chị gọi cho mấy bạn giùm em đi chị, rồi mấy bạn gọi cho mấy bạn giùm em đi chị Mỹ Hạnh ơi, mấy bạn kiểm tra đơn cho chị nha. Dạ ok chị Nhung Lê. 19 em chốt cho chị Tâm Đông Trần. Hàng hóa đi không biết khi nào giờ có nên mấy chị đừng có hứa với khách mấy chị nha. Đừng có hứa giúp em. Tại vì cái khâu mà vận chuyển là cái khâu em không có chủ động được. Nên thường là khách nhà em mà hỏi em là hàng khi nào có cái gì em không bao giờ em báo trước cho mấy chị ha. Tại vì hàng đi nhiều khi nó còn đủ thứ cái vấn đề trong đó hết. Nó trục chặt cái này, nó trục chặt cái kia nữa. Rồi ngay thứ bảy chủ nhật nhiều khi bưu tá nó không đi giao hàng nữa chị. Nó có giao mà nó giao ít xỉu à. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 20. Chứ em giao hàng cho mấy chị em cũng đâu có muốn giao hàng trễ đâu. Giao hàng nhanh mới có tiền chứ. Đó, em hồi tối em về 2.000 bộ này dập ly này cho mấy chị á hả, là em còn nợ em còn nợ của lò nữa đó, chưa có trả tiền nữa đó, chưa có trả tiền nữa đó mấy chị. Lần đầu tiên mà lấy hàng mà lấy nợ á nha, không đủ tài khoản, không đủ tiền nữa đó. Lại có nhiêu là em ôm hết cho mấy chị luôn. Mã số 20, 20 em chốt cho chị Hà Thu một bộ. Đó là em quay cái tiền nó không kịp á, tại hàng em lấy là em trả tiền mặt hết á, em không có nợ đâu mấy chứ. Em không có gói đầu to. Em chốt cho chị Phương Ngô. Ủa chị Phương Ngô là mã số 19. Chị Phương Ngô ơi, em quỷ mã số 19 của chị nha. 19 chị Phương Ngô không có nha chị. Em là 19 em hết rồi, lên giúp em mã số 20 đi mấy chị. Chị Như Trương nặng 61kg. Mã số 19 nãy chị Như Trương có chưa? Nếu mà em chưa bấm cho chị thì chị chọn qua mã khác giùm em nha chị ơi. Mã số 19 em hết rồi, 20 em chốt cho chị My Nguyễn. 20 em chốt cho chị My Nguyễn một bộ. Rồi 20 em chốt cho chị Nguyễn Thanh một bộ.
Là em hết mã số 20. Dạ chị Ngọ Thị Xuyến, để có gì em nhắc mấy bạn. Ống bình thường nha chị Hoa Tống Thị Như nha. Lên giúp em bộ này mã số 21 đi cả nhà, bộ bi xanh rất là đẹp. Bộ này size cho các chị đẹp nhà em 50 kg đến 62 kg trở lại là mặc đẹp. 21 em chốt cho chị Phương Ngô một bộ. Bộ bi xanh này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nền xanh đen lên bi màu trắng, em có 3 bộ, 125 ngàn một bộ. 21 em chốt cho chị Hà Thu, 21 em chốt cho chị Võ Thủy là em hết. Cái lô này em qua em mua của người ta ha, 500 bộ người ta không bán đó mấy chị. Em phải lấy hết lô đó. Mua lẻ là mua 500 bộ mà không bán luôn á. Đó. Đó nên là mấy chị đẹp nhà em tranh thủ nha, nhưng mà nó cũng nó đẹp quá nên là em hốt hết về cho mấy chị luôn để em bán. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, mã số 22. Mã số 22 50 kg đến 65 kg mặc vừa, chốt em mã số 22. Chưa chứ. Ôi ôi nó đẹp mấy chị ơi, cái vải. Cái này dập ly đẹp lắm mấy chị. Mã số này lên giúp em mã số 22, 18 em hết nãy giờ rồi chứ ơi. Mã số 22 giúp em nha, 22. 50 kg đến 65 kg mặc dừa, 22 em chốt cho chị Trần Thảo Nguyên. Hai hai em chốt cho chị Ngô Kiến Hào. Hai mươi hai em chốt cho chị Hương Lê, ok. Dạ mã số 22 em hết rồi, cái chị chọn qua mã số khác giúp em nhé. Hai mốt em hết luôn rồi chứ ơi. Rồi lên giúp em bộ này mã số 23. Nhiều đó đi chị, nhiều đó đi, rồi từ từ tiếp. Mươi ba, 60 kg. Trời em đọc 50 kg đến 65 kg, chị hỏi em 60 kg vừa không? Không biết luôn chứ ơi. Bị mới chế hoài luôn á. 23 lên với em mã số 23. 50 kg đến 65 kg, mấy chế hỏi em 60 kg vừa không? Bị hoài luôn á. Mấy chế 23 em chốt cho chị Thu Hà Nguyễn. Hai ba em chốt cho chị Võ Thủy. Mọc này gấp rồi chứ ơi, cho em mọc mới này. Lên giúp em bộ này mã số 24 cả nhà, 24. Hai mươi bốn, 50 kg đến 65 kg mặc vừa luôn, lên giúp em 24. Chị nào 63, 64, 65 kg thì cao tầm khoảng 1m57 trở lên giúp em ha. Còn chị nào 1m55 dưới 1m55 hơi thấp thấp người tí xíu thì 62 kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em bộ này mã số 24. Chốt em bộ này mã số 24. 24 em chốt cho chị Ngọc Thanh Tống. Bộ bi xanh hết dơn rồi. 24 em chốt cho chị Sally Quỳnh. 24 em chốt cho chị Võ Thủy. Là em hết mã số 24.
Bi xanh hả? Đẹp quá. 24 em chốt cho chị Sally Quỳnh là em hết. Mấy chị đẹp nhà em á là chốt đơn á, chốt đơn nhớ lưu ý giúp em là coi chừng bị trùng lại cái bông nha. Coi chừng trùng lại họa tiết á. Cùng một họa tiết ở cùng một like thì em kiểm cho mấy chị được, còn khác like là không có kiểm được á. Tại vì cái này á là em về 2000 bộ, là cái này em mới lên được có 2 bao cho mấy chị thôi, còn 4 bao nữa. Còn 4 bao là nó sẽ bị trùng lại đó. Nên là mấy chị hôm sau mấy chị có chốt thì mấy chị nhớ lưu ý giúp em. Rồi mã số 24 em hết rồi, lên giúp em bộ này mã số 25 đi cả nhà. 50kg đến 65kg, trời cái vải nó đẹp quá. Nói nhỏ mấy chị nghe nha, cái vải này nó mướt hơn cái nhà Hiếu Hạnh hôm bữa nữa đó. Nhà Hiếu Hạnh hôm bữa là mấy chị nhận là mấy chị khen nứt khen nở rồi đúng không? Cái vải của nhà BT này là nó mướt hơn và nó nhẹ hơn nữa nha mấy chị. Mã số 25 em chốt cho chị Phương Ngô. Hạnh Nguyễn. 25 em chốt cho chị Hạnh Nguyễn là em hết mã số 25. Em hết mã số 25 cả nhà. Em lên cho các chị bộ này quá đẹp luôn nè mấy chị ơi. Em quăng em sợ nó rớt cái bill. Cái này em có một cọc nè. Cọc 4 5 bộ. Cọc, ồ cái nó đẹp. Cái này nhìn ở ngoài là ghiền luôn á mấy chị. Rồi cái này em có tổng cộng 5 bộ cho mấy chị đẹp nha em. 5 bộ, bộ này đẹp lắm luôn. Lên giúp em bộ này mã số 26. 26 bộ bông chân nè, đẹp chưa mấy chị? 50kg đến 65kg mặt dừa nha. Chị nào 63, 64, 65kg thì cao trên 1m55. Còn từ 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 62kg trở lại là mặt đẹp nha. Lên giúp em bộ này mã số 26. 26 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Cái chị mặc vô rất là dễ chịu luôn á, vải đẹp lắm. 26 giúp em cả nhà, cái họa tiết đẹp quá chừng đẹp luôn nè. 26 giúp em nha, 26. 26 em chốt cho chị Hà Thu. Võ Thủy, 26 cho chị Phương Ngô. 26 cho chị Sáu Võ. 26 em chốt cho chị Ngân Bùi là em hết mã số 26. Em hết mã số 26 nha, em đang kiếm cho mấy chị nữa nè. Chị đẹp. Chị đẹp. Rồi, mới có 500 bộ à, chết chưa. Lô hai bao này mới có 500 bộ à. Quá chừng bông đẹp luôn mấy chị. Đợt này em về cho mấy chị cỡ 500-600 cái họa tiết lận. Mấy chị đẹp nhà em cứ từ từ mà mua nha. Đơn này kịp thì chiều bên em gọi điện chốt đơn trước cho mấy chị một ít nha mấy chị ơi. Rồi ngày mai gọi điện chốt đơn tiếp nha. Tối nay là em không có like, nên là em hẹn cái chị trưa mai. Tối nay em có công việc nữa rồi nên là em ốp. Không, hôm nay không có lên bà ba. Bà ba em đã lên ngày hôm qua hết rồi. Rồi chốt giúp em bộ này là mã số 27 cả nha. 27 rất là đẹp luôn. Ôi cái bộ này khác rồi chứ ơi. 27 em có một bộ cả nhà ơi. 50kg đến 65kg mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 27. 27 chốt em mã số 27 cả nhà. 27. Ôi ôi đẹp. Nó đẹp. 27 cả nhà ơi, 27. Không có luôn nha chị ơi, hôm nay em chỉ lên dập ly thôi nha. 27 em chốt cho chị Phạm Hương. Ngày mai là lô giả váy nha mấy chị, giả váy hàng cao cấp 185.000 á. Ngày mai em mà trưa mai em sẽ like cho cái chị lô đó. 27 em hết rồi, lên giúp em 28 đi chị. 28 kiểu khác, cùng một họa tiết nhưng mà kiểu khác, kiểu cổ vuông. Lên giúp em bộ này là mã số 28. 28 em được 3 bộ.
28 60 đến 65 kg mặt vừa lên giúp em. Mã số 28 ạ. 28 cả nhà ơi. Cái họa tiết này đẹp nè mấy chị. Chốt em mã số 28. Em có 3 bộ cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Size cho các chị 50kg đến 65kg mặt dừa, chốt em mã số 28. 28 em có 3 bộ, cả nhà chốt em mã số 28. Em chốt cho chị 2 một bộ. Các chị 63, 64, 65 kg thì cao trên 1m55 giúp em nha cả nhà. Chị nào từ 1m55 dưới 1m55 thì 62, 62 kg trở lại giúp em nha. 28 em chốt chị Út vào một bộ. Ok chị Út vào. Rồi 28 em còn bộ nữa mấy chị. Khách mới nhớ cho em cân nặng chiều cao nha chứ yêu ơi. Khách mới thì nhớ cho em cân nặng chiều cao để em canh size để về cho mấy chị mặc cho nó ok, để khỏi mất công là đi đổi á, không vừa mất công mấy chị đi đổi thôi. Quá trời họa tiết nó đẹp luôn rồi, họa tiết nó đẹp lắm mấy chị ơi, có thấy gì đâu đẹp à? Không thấy cái gì luôn, không thấy cái gì luôn, đâu có biết nó đẹp đâu. 29 lên giúp em bộ này mã số 29 nha chị. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chớ ơi, 29. 50 kg đến 65 kg mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 29. Rồi, 65 kg chị Út vào cao bao nhiêu? Em có tư vấn mấy chị rồi đó. 65 kg cao bao nhiêu chị? Cao 1m65 thì chị mặc ok cái chiều ngang rồi đó chị. Nhưng mà cái chiều dài thì hồi nãy em có tư vấn cho chị á, là chiều dài là em không có bảo đảm được cái chiều dài ha. Tại vì cái phân quần dập ly nhà này là mai nó chỉ dài nhiêu đây nè, không có dài hơn được nữa. Đó. Nên là cái chiều ngang thì em canh được cho mấy chị chứ cái chiều dài thì không có canh được. 29 em chốt cho chị Tuyết Huệ một bộ. 125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn. Vải này cái chị mặc vô là tên ơi hở nó ghiền mấy chị ơi, nó mịn lắm. 29 em chốt cho chị Võ Diệu một bộ. 29 em chốt cho chị Sally Quỳnh một bộ. Hai mươi chín em hết nha chứ yêu ơi. Em chính em chốt cho chị Sally Quỳnh một bộ. Rồi lên giúp em bộ này mã số 30 đi cả nhà. 50kg đến 65kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 30. Chốt em bộ này là mã số 30 cả nhà. Rất là đẹp luôn. Bộ này 53kg cả nhà. Bộ này 53kg. Bộ này form nó thoải mái. Cái quần em bung ra các chị thấy không? Phơm thoải mái, bộ này chị nào mà 6-7 kg là mặc được nè. Nhưng mà thôi em canh cho mấy chị 65 kg nha. 53 kg đến 65 kg. 53 kg đến 65 kg mặc vừa. Bộ này chị nào 50 kg thì mặc hơi rộng. 53 kg đến 65 kg cả nhà chốt giúp em mã số 20. 30, mã số 30. 30 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Dập ly sao không có size 67kg để em điện lên em hỏi lò. Chứ em điện lên em hỏi lò tại sao chị không may size 67kg cho em. Ba mươi em chốt cho chị Tuyết Nga một bộ. Chị Tuyết Nga. Ngày 12, ngày 13, hai ngày liên tiếp gọi không có bắt máy. Tại sao chế ơi? Bị hai tít rồi nè. Lên đỏ eo rồi.
30 em chốt cho chị Thảo Nguyễn. Chị nào mà tít lên 3 lần nha mấy chị, xả 2 đến 3 lần trong cùng một tháng thì vui lòng cọc cạc giùm em ha, rồi chốt đơn. Rồi em chốt đơn cho mấy chị, còn không á thì em không có chốt đơn lại nha. Chứ mấy chế chốt mà mấy chế gọi không bắt máy, cứ xả ra xả vô hoài, rồi em gửi cho mấy chế chưa chắc gì mấy chế nhận hàng nữa. Tới lúc mà giao hàng tới nơi rồi á là không gọi, không có bắt máy rồi làm sao đây, hoàn về thôi chứ làm sao bây giờ. Nha, nên là mấy chị mua hàng thì mấy chị vui lòng để ý điện thoại giúp giùm em mấy chị. Không thể nào mà mua mà cứ xả ra xả vô hoài, tội nghiệp em. Chết, nè chết. Rồi 30 em hết nha. 30 em chốt tới chị Thảo Nguyễn là em hết. Em nói thì nhiều khi mấy chị giận em. Chứ mua hàng mà mấy chị mua hàng mà giống như là mấy chị đặt rồi xong rồi chốt được thì được, chốt được thì chốt, chốt không được gửi thì nhận, không gửi thì thôi vậy đó. Không có cần thiết chứ. Hàng nhà em là em cưng nó lắm nha mấy chế. Hàng nhà em cưng lắm đó, em bán cho mấy chị một bộ đồ là em cũng trân quý nó lắm đó. Em muốn về mấy chị mặc đẹp đó, nên mấy chị đẹp nhà em ha. Có đơn thì để ý điện thoại giùm em. Bộ hoa tím hết trơn rồi chị ơi, nãy có 2 bộ hoặc 3 bộ gì đầu lai chốt hết trơn rồi. Rồi bộ này nha các chị, bộ này 60 mấy ký các chị mặc được nè, 65, 67 ký nè. Bữa nay không có lên bà ba nha mấy chế ơi, bà ba hồi qua là dồn lên hết rồi. Bữa nay em chỉ lên dập ly thôi. Hàng dập ly em mới về cho mấy chị nè. Được nha chị Bảo Hân, chị lấy cái đơn, chị lấy cái nick mới tên bạn này á, thì chị vẫn cho em số điện thoại của chị ha, để mấy bạn nhà em gọi cho chị chốt đơn á thì chị nói ừ, cái nick của chị nick Bảo Hân á, em tìm để em lấy cho chị, để dồn đơn cho chị thì mấy bạn nhà em dồn cho chị được nha. Rồi lên giúp em bộ này nha, bộ này 67 ký trở lại cái chị mặc ok nè, cao 1m57 1m58 trở lên giúp em là mặc vừa, còn không thì 65 ký trở lại ha. Lên giúp em bộ này là mã số 31. Không, ở bên em là mấy bạn nhà em là chờ hàng cho mấy chị là thường á là không không có cái vụ mà gọi không có bắt máy mấy chị. Mấy chị gọi không có bắt máy là lý do tại sao gọi không được, là lúc đó cái số điện thoại chốt đơn thì mấy chị gọi lại thì mấy bạn nhà em đang gọi cho khách gọi liên tục. Mấy chị chịu khó giúp giùm em ha. Chứ xả 2 ngày liên tiếp luôn mà chúng lại 2 ngày chị gọi bên em hoài mà gọi không được chứ. 31 em chốt cho chị Như Trương. Hàng em đã dặn, em có dặn mấy chế rồi mà. Còn mấy chị gọi lại nhiều khi gọi trễ, gọi tối mấy bạn nhà em ốp máy đi về nữa. Đơn ngày hôm qua là mấy bạn nhà em đang gọi nha chị ơi. 31 em chốt cho chị Như Trương một bộ. 31 không có size 70 kg nha chị Bình An. 31 em chốt cho chị Thu Hương một bộ. Một mét 65 em không có bảo đảm được cái chiều dài đâu chị Trần Kim Hường ơi. Với lại chị không, 1m65, 67 ký là chị mặc vừa cái chiều ngang, nhưng mà cái chiều dài em không có bảo đảm được cho chị. Chị đồng ý thì em chốt nha. Rồi 31 em chốt cho chị Hồng Hạnh Ngô. Ba mươi mốt em còn 2 bộ, chị Trần Kim Hương em chưa có chốt đơn cho chị nha. Em chỉ bảo đảm được cái chiều ngang thôi, còn chiều dài thì em không có bảo đảm được chị. Chiều dài cái phong quần nó dài như vậy nè, em cầm lên cho chị. Em 1m58 là em mặc nó cỡ này ha. Đó, quần thì thường em sẽ kéo qua khỏi rúng cho mấy chị. 1m58 là em mặc nó vừa như vậy nè. 1m65 thì chị mặc ngắn hơn em mặc. Chị chịu thì em chốt nha chứ. Rồi ok, 31 em chốt cho chị Trần Kim Hường một bộ.
Đơn hàng của chị Thúy Nguyễn Thị em gọi cho chị từ ngày 10 tới ngày 13 luôn. Ngày 10, 11, 12, 13, 4 ngày. Không có được, được đơn em hoàn về rồi chị. Dạ đúng rồi, chị Nhung Lê. Mấy bạn nhà em là nhớ chị Nhung Lê luôn đó. Gọi qua gọi lại với mấy bạn nhà em nhớ chế luôn á. 31 em hết nha cả nhà ơi, 31 chị. Ủa? Lộn, 31 cộng bộ, chị Kim Hường em chốt rồi. Cái bọc mà hở ở trên đó chị để thêm bill giùm em đi. 31 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Dạ em không biết nó về, hình như là về rồi, em khui ra luôn rồi chị Thúy ơi. Em hoàn đơn cho chị là bữa giờ là nó bữa nay là 18 rồi, chắc nó về rồi á. Đẹp quá mấy chị ơi, toàn là họa tiết đẹp không à. Lên giúp em mã số 32. Chị muốn mua hàng lại thì chị cọc cạc lại giúp giùm em rồi em chốt nha chứ ơi, bữa nay không có lên bà ba mấy chứ ơi, bà ba hôm qua dồn lên hôm qua hết rồi ha. Rồi bộ này 50 kg đến 65 kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 32. Thường mấy chị mà điện thoại mà mấy chị bị hư á, mấy chị mình đi sửa là cái mình cũng có, người ta có đưa cho mình cái điện thoại khác để mình về mình xài mà. Chứ đâu phải là hư xong rồi mấy chị đi sửa là mấy chị bỏ cái sim luôn. Có nghĩa là em gọi nó vẫn reo. Nhưng mà không có bắt máy. Đơn hàng mà sửa ở quên đời điện thoại mà sửa là ở ngay chỗ đó nó sẽ đưa cho mình cái điện thoại khác để về mình xài. Dạ ok chị Nhung Lê. Có, chị Sally Quỳnh có, chị muốn đỏ tươi là em có chứ ơi. 32 em chốt cho chị Nguyễn Linh, 32 em chốt cho chị Hồng Hạnh Ngô. Rồi em hết mã số 32 nha cả nhà. Chị Thúy Thị Nguyễn ơi, chị muốn mua hàng thì chị cọc lại giùm em. Còn cái đơn đó là em hoàn về 4-5 ngày rồi. Bên Viettel hoàn đơn nhanh lắm chị. Ngày 2 ngày là nó về tới em là em khui ra là không có rồi đó chị ơi. Không có rồi đó. Rồi lên nha mấy chị ơi, tiếp nha. Lên giúp em bộ này là mã số 33. 33 nấu chuối. 33 nấu chuối cả nhà ơi. 50 kg đến 65 kg mặt dừa. Bộ này đẹp quá chừng luôn cái bộ bi nè. 33. 1, 2, 3, 4 bộ. Cháu em mã số 33 nha. 33 em chốt cho cô Báo Ngô một bộ. Rồi chốt cho chị Hồng Hạnh Ngô một bộ. Cho chị Như Trương một bộ. 33 chốt cho chị Giọt Đắng. Chị Giọt Đắng ơi còn được có một bộ à chế ơi. Đơn hôm qua mấy bạn nhà em đang gọi á chị Lâm Lê Thị ơi. Đang gọi chưa hết á chị. Đang gọi á, đang gọi. Tại đơn qua hơi nhiều, chị thông cảm chờ giúp em ha. Nhớ lưu lại số điện thoại chốt đơn giùm em nha. Số điện thoại chốt đơn bên em là số 4243 cuối á. Mấy chị thấy cuộc gọi nhỏ, mấy chị chịu khó mấy chị gọi lại giùm em.
gọi lại mà máy bận á thì mấy chị canh canh tầm khoảng phút sau mấy chị gọi lại, tại nhiều khi á đang gọi cho mấy chị không được, cái mấy bạn nhà em gọi cho khách khác á nên mấy chị gọi lại máy nó bận hoài. Quá trời đẹp luôn rồi mấy chế ơi, cái lô đợt này về ha, mấy chế bao la họa tiết luôn. Ba ba hết rồi chế ơi, ba ba nấu chuối em ăn hết luôn rồi. Hát ba ba nha mấy chế. Không được ba ba thì mình chốt cái khác mấy chế ơi, còn nhiều bông đẹp lắm. Này em có hai bộ nè, lên giúp em 34 đi ha. 34 em có hai bộ, 65kg trở lại luôn, 50kg đến 65kg. 125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên đơn giúp em nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em bộ này 34 cả nhà ơi, 34. Chị nào mà 63, 64, 65kg thì cao tầm khoảng 1m57 trở lên giúp em ha. Chị nào 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 62kg trở lại để cái chị mặc cho nó ok. Lên giúp em 34, 34 em có hai bộ à. Dạ. Hên xui đó chứ. 34 em chốt cho chị giọt đắng một bộ, 34 em chốt cho chị kim mỹ một bộ. Cái vải hàng dập ly của nhà Hiếu Hạnh là các chị đã thấy nó đẹp rồi đúng không? Cái vải này nó mướt hơn nữa nha mấy chị. Nó mướt hơn được tí xíu nữa, rất là mát luôn. 34 em hết nha cả nhà. Và được cái là nó có rất rất là nhiều họa tiết. Đợt này em về cho các chị cỡ chừng 500 cái họa tiết vậy đó, nó rất là nhiều. Nên các chị cứ từ từ các chị đẹp nhà em mua ha. Không được họa tiết này mình lấy họa tiết khác. Đơn hàng này chiều kịp thì mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho các chị một ít. Rồi còn lại bao nhiêu thì ngày mai chốt nha mấy chị. Tại tối nay em không có like nha. Rồi chị nào muốn mua giả váy á, thì ngày mai nha. Ngày mai em về lô giả váy cao cấp cho mấy chị. Hàng thiêu trực tiếp lô hàng mới, mẫu mới. Lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi. Mã số 35. 35. 50kg đến 65kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 35. 35 em chốt cho chị Hồng Hạnh Ngô một bộ. Em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. Rất là đẹp luôn. Chị nào nãy hỏi em màu sáng đúng không? Em gút cho chị một bộ màu sáng, sáng gọi là sáng chói luôn. Bộ này đủ tươi chưa? Đủ tươi chưa? Đẹp chưa? Lên giúp em mã số 36. Lên giúp em mã số 36. Chị Lâm Lê Thị ơi, chị chịu khó chị gọi lại một lần nữa giúp em đi chị. Nhiều khi mấy bạn nhà em đang gọi chốt đơn cho khách á. Lên giúp em bộ này mã số 36. Đẹp quá mấy chế ơi. 36 có một bộ một hả? 36, size 50kg đến 65kg mặc vừa, lên giúp em bộ này mã số 36. 35 hết rồi chị Hồng Hạnh Ngô ơi, 35 em hết trơn rồi chứ. 36, ôi ôi nó đẹp. 36 em chốt cho chị Hồng Hạnh Ngô. Xuất sắc chưa mấy chế, có 1 bộ 1 rồi. Đùi dập ly có luôn chị Giọt Đắng nha, mà bữa giờ em chưa kịp lên cho mấy chị luôn. Đùi dập ly chưa có kịp lên luôn. Còn nguyên một lô, Y Thinh bữa giờ lo bán dập ly dài không. Chúc mừng chị Hồng Hạnh Ngô đã chốt được một bộ hoa hậu. Đẹp quá chừng đẹp. Vàng mà tím tím vô nữa chứ. Rồi cái bộ này là á hậu luôn nè. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Em được 2, 4, 5 bộ cho các chị đẹp nhà em. Lên giúp em bộ này là mã số 37. Để em coi giá coi. Giá này bộ này người ta bán nhiêu bộ. Cái này tính bằng đô mấy chứ. Nó tới 140 mấy đô lận. Không biết nhiêu tiền rồi. Hàng này hàng bán có tính bằng đô, không có tính bằng tiền Việt. Lên giúp em bộ này mã số 37 nha. Rất là đẹp luôn nè. 37 cả nha. 50kg đến 65kg mặc vừa. Sọc hả chị? Sọc. Sọc nó có sọc kẻ thôi chứ nó không có sọc xuôi. Ê chị, giống không? Bộ này giống không? Nè, bộ đó đó giống không? Giống không? Nè. Này
cho nó vô luôn đi. Còn bộ nào nữa không? Bộ đó khác. Nãy em có lên rồi, hai bộ nãy em lên rồi. $37 cho chị Nguyễn Linh một bộ. Dạ ok chị Hồng Hạnh Ngô. $37 cho chị Lan Cao một bộ. $37 cho chị Hồng Hạnh Ngô một bộ. $37 em chốt cho chị Gia Bảo một bộ. Cái chị bình luận một lần thôi mấy chị. Bình luận một lần là em thấy rồi. $37 em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. $37 em chốt cho chị Hương Xuân một bộ. Chị Hương Xuân là khách mới hay là khách cũ vậy chế ơi? Nếu như mà khách mới cái chị nhớ cho em cân nặng chiều cao nha. Để em tư vấn size cho mấy chị. Bộ này 50kg đến 65kg. Nhưng mà chị nào 63, 64, 65 á, thì phải tùy chiều cao nữa. Đó là cái chị đẹp nhà em á, là nhớ rơi vô 63, 64, 65kg thì cho em luôn cái chiều cao. Chết chết. Ba bộ. Rồi 37 là em chốt tới chị Hương Xuân là em hết nha. 37 em tới chị Hương Xuân là em hết. Chốt em 38 đi cả nhà. 38 em có một bộ một không? 37 em hết rồi, 38. Mét 62 nặng 65kg thì chiều ngang chị mặc vừa nha chị Hương Xuân ơi. Nhưng mà cái chiều dài của cái quần thì chị mặc có thể là nó sẽ trên mắt cá một tí xíu nha chị. Áo thì chị mặc thoải mái. Nói chung form áo này dài thoải mái nha mấy chị. Chỉ sợ cái form quần thì form quần vừa thôi, không có dài. Rồi 38 em chốt cho chị Hà Thu. 38 em có một bộ em chốt cho chị Hà Thu là em hết 38. Trời ơi cái bọc. 38 em chốt cho chị Hà Thu. 38 em hết rồi. Lên giúp em bộ này 39 đi mấy chị. 39 cả nhà ơi, 39. 39 nó cũng là bộ bi nhưng mà nó khác. Bộ này 63kg trở lại mặt dừa. Bộ này 63kg trở lại mặt dừa cả nhà. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 39. Bộ mã số 39 này 62, 63kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này 39. 39 em chốt cho chị Giọt Đắng. Dập ly có màu xanh không hả? Có. Chị muốn xanh đỏ tím vàng gì em cũng có hết trơn á. Nhưng mà chưa tới thôi chứ. Rồi 39 em hết ha. Lên giúp em bộ này mã số 40. 40 em có một bộ. 40 cả nhà ơi. 65kg trở lại. 50kg trở lên, 65kg trở về giúp em. Lên giúp em mã số 40. Chốt em bộ này là mã số 40 cả nhà, 40. Chốt em mã số 40 nha. Em chốt cho chị Ngô Kiến Hào. Chế quay cái máy cho nó xích qua bên đây tí xíu giùm em. Em ngồi nó hơi bị lệch bên này. Quay quay cái máy chứ cầm cái máy chứ quay. Hả? Hết rồi em. Xanh lá không có size 3. Xanh lá hiện tại bây giờ còn size 1 chứ size 5 không à. Không có size 3, không có size 2, không có 4 luôn. Cảm ơn cha. 40 lên giúp em bộ này mã số 41. 41 em có một bộ này chị. Đây bộ màu xanh đây. Chị rút em đi. 41 em có một bộ cả nhà ơi. 65kg trở lại luôn. Em có một bộ. Đây chị nào hỏi em sọc kẻ vậy nè. 50kg trở lên, 65kg trở về. Chị nào 65kg cao mét 57 trở lên giúp em. Còn chị nào hơi thấp người
thì tầm khoảng 62 kg trở lại giúp em nha. 41 em chốt cho chị giọt đắng. Cả nhà ơi, 42 nó giống vậy nhưng mà kiểu nó khác. Chốt em 42. 63 kg trở lại mặt dừa lên giúp em, bộ này là mã số 42. 42, 63 kg trở lại mặt dừa lên giúp em, mã số 42. Chốt em mã số 42 cả nhà ơi, 42. 63 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 42 ha. Chốt em mã số 42, 63 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 42. Rồi lên giúp em bộ này mã số 43. 65 kg trở lại mặt dừa. 43. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 43. 42 em chốt cho chị Linh Phương. Chị nhận đồ bà ba rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Trinh rất là nhiều. 43 em chốt cho chị Ngô Tường Vân một bộ. Ủa? Lộn rồi, chị Tiết Nga một bộ, chị Nhung Lê một bộ. Chị Ngô Tường Vân ơi, chị Ngô Tường Vân chưa có bộ mã số 43 nha. 43 chị chốt sau rồi, em không có. Ôi ôi, bộ này đẹp nè. 44. Có một bộ duy nhất luôn. 44 cả nhà. Chốt em mã số 44. Chị Sally Quỳnh ơi, chịu khó coi header giùm em đi chị. Nói chung là em cũng lựa cái, nói chung là bóc đại thôi ha, cái nào nó cũng lên mà. 44, 44 cho chị Tiết Nga. Chị Tiết Nga đợt này chốt đơn cọc cạc giùm em nha chị ơi. 4 5 bộ trở lên thì chịu khó cọc cạc giùm em nha. Tại vì đơn hàng của chị em xả hết 2-3 lần rồi nên là chị đẹp thông cảm giùm em là đơn hàng cọc cạc em mới đi đơn. Với lại là đơn hàng mấy chị hàng dập ly, mấy chị chốt 4-5 bộ trở lên thì vui lòng cọc giúp em ạ. À. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 45. Ôi ơi nó đẹp. Mà xanh lá. 65 kg đổ về, 50 kg đổ lên. 65 kg đổ về lên giúp giùm em bộ này. Mã số 45, không có size 67 kg chị. Lên giúp em bộ này cả nhà ơi. Bộ này mã số 45. 45 em chốt cho chị Thùy Trang Trần Thị. 45 em chốt cho chị Thùy Trang Trần Thị. Có cần em thảy mấy cái cọc sau lưng của em nghe qua cho chị không? Còn 7-8 cọc vậy. Nè, thảy cái này qua trước. 3-4 cọc đi, từ từ. Trời ơi, cái này nó đẹp dữ vậy. Ôi. Ôi, để em lên cái bi này cho mấy chị nè. Cái bộ bi này đẹp quá. Nó được 2, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ. Em hết rồi cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Nhung Lê. Dạ ok chị. 46 cả nhà ơi, 45 hết rồi, lên giúp em 46 đi. Em mới nhận đồ rồi hàng rồi, form đẹp vải đẹp. Em cảm ơn chị Thúy Ái Lê rất là nhiều. 46 cả nhà ơi, 46 đẹp chưa? Lên giúp em mã số 46. 65 kg đổ về, 50 kg đổ lên.
Lên giúp em bộ này mã số 46. Đẹp lắm mấy chị. 125.000 một bộ chị, phí ship 20.000 trên đơn giúp em. Nó đó chị. Cái bộ bi này đẹp nè mấy chị ơi, 46 lên giúp em mã số 46 nha. Để mặc liền cho mấy chế chim ngưỡng. Em là 1m58, em 48kg nha mấy chị ơi. Đó, mấy chị mặc là nó sẽ bung ra nha. Đó. Chị nào mà 1m65, 63, 64, 65kg thì cao 1m56, 57 trở lên giúp em nha. Còn ví dụ như chị nào thấp thấp người thì 62kg đổ lại nha mấy chị. Vượt đường xa đến đây. 45, 45 là bộ nào? Ủa 45 là bộ nào vậy chị? Thì Trang Trần Thị đúng rồi đó. Bốn mươi sáu nha cả nhà ơi. 46 em có nhiêu đây bộ nè. Đẹp lắm. $125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên đơn. 46 em chốt cho chị Tuyết Huệ một bộ. Em chốt cho chị Tuyết Nga một bộ. Em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. Em chốt cho chị Bích Vân Trần một bộ. Em chốt cho chị Hà Thu một bộ. Em chốt cho chị Sáu Võ một bộ. Em chốt cho chị Ba Phạm một bộ. Chị Ba Phạm khách mới lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao nha chị ơi. 46 cho chị Hương Xuân một bộ là em hết. Tới chị Hương Xuân là em hết nha cả nhà. Em là 1m58, 48kg đó chị Nguyễn Nhạc. Rồi chị thấy, nhưng mà chị thấy chị mặc được như em thì chị chốt nha. Rồi em tới chốt cho chị Hương Xuân ha. Chị nào khách mới thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao nha mấy chị ơi. Để về mình mặc không vừa mất công nha. Khách mới thông cảm cho em cân nặng và chiều cao. Dạ. Kiếm cái nào nhiều nhiều mặc lên cho mấy chế cái nữa coi. Cái mẫu này đẹp nè mấy chế. Mẫu này đẹp lắm. 50kg đổ lên, 65kg đổ về lên giúp em bộ này là mã số 47. Lên giúp em bộ này mã số 47. 50kg đổ lên, 65kg đổ về cả nhà ơi. Form quần này em 1m58. Là em mặc vừa luôn đó mấy chị. Nó vừa tới cái gót chân của em luôn. Chị nào mà cao hơn em thì mặc ngắn hơn em ha. Còn chị nào thấp hơn em thì mặc dài hơn em tí xíu. Chị nào 1m55 đến 1m57, 58, 6 là mặc vừa cái chiều dài quần nha. Chị nào thấp hơn thì mặc dài hơn. Chị nào mà cao hơn thì mặc ngắn hơn. Hoặc là chị nào chân dài nha. Chân dài thì cái quần nó sẽ ngắn hơn tí xíu. Còn form áo thì cái chị cứ yên tâm ha. Rất là đẹp luôn. Xem ngồi nó cứ lệch lệch làm sao ta. Nó bị lọt nữa rồi chế ơi. Nó mới ngay chính giữa. Chế cầm cái máy á, chế cầm cái máy chế đẩy nó qua. Ê coi chừng nó giật nha. Rồi. Bốn mươi bảy em chốt cho chị Tuyết Nga một bộ. Mang gồ nha chị ơi. 47 cho chị Tuyết Trinh một bộ. 47 cho chị Hương Xuân một bộ. Khách mới nhớ cho em cân nặng chiều cao nha cả nhà ơi. Em nhắc đi nhắc lại hoài luôn đó. Với lại là mấy chị chốt thì chắc giúp em dừng xuống dưới lựa lại xả ra nha mấy chị. Còn nhiều lắm chị ơi, chịu khó coi gì em ha. 47 em còn. Cái bộ mã số 47 này đẹp lắm nè.
Không vừa nha chị Chút Chút. Chốt giúp em bộ này mã số 47 cả nhà, 47. cho chị Nguyễn Linh một bộ. 46 chị đọc tên giùm em đi chị. Đọc tên lại giùm em. Nè em đọc qua 46 mã số cho chị nè. 46 chị Tiết Huệ một bộ. Tiết Nga một bộ. Giọt Đắng một bộ. Bích Vân Trần một bộ. Hà Thu một bộ. Sáu Võ một bộ. Rồi chị Sáu Võ. Bốn mươi bảy em chốt cho chị Tần Võ một bộ. Rồi lên giúp em mã số 47 đi cả nhà, 47 em còn được hai bộ. Cả nhà chốt em mã số 47 nha, 47. Bốn mươi tám cả nhà ơi, 48 em có hai bộ. Chốt em mã số 48. 50kg đổ lên, 65kg đổ về, lên giúp em mã số 48. 48 em có hai bộ. Chốt em bộ này mã số 48 cả nhà. 48, màu xanh ngọc rất đẹp luôn nè. 48. Cái họa tiết này họa tiết như ẩn vậy đó mấy chị, nó không phải là họa tiết nổi. Chốt em mã số 48 cả nhà ơi. 48 em có hai bộ. 50kg đổ lên, 65kg đổ về, lên giúp em mã số 48. Chốt em mã số 48. Rồi lên giúp em bộ này mã số 49. Bốn chín sáu ba ký trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 49. 49 là 63 ký trở lại mặt dừa, chốt em mã số 49. 48 em chốt cho chị Thức Nhi một bộ, em chốt cho chị Lan Cao một bộ là em hết 48. 49 em đang mặc có một bộ, 62 63 ký trở lại mặt dừa. Bốn chín em chốt cho chị Giọt Đắng. Bốn chín em hết cả nhà ơi. Chốt giúp em bộ này là mã số 50. 49 em hết. Mã số 50. 63kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 50. Trở lại cái chị. 50kg đổ lên, 63kg đổ trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 50 đẹp chưa? 50 em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. Con một cục. 49 em hết nha cả nhà. 50 em chốt cho chị Hà Thu một bộ là em còn được một bộ.
50 em chốt cho chị Hà Thu một bộ, 50 cho chị Tuyết Nga một bộ. Đẹp quá. 51. 51 cả nhà ơi. 63 kg trở lại mặt dừa luôn. 62 63 kg trở lại mặt dừa luôn, lên giúp em mã số 51, em có 2 bộ à. 51 em có 2 bộ thôi, một kem. 51, 62, 63 kg trở lại mặt dừa. 51 cho chị Tuyết Nga một bộ, cho chị Tuyết Huệ một bộ. Là em hết. Không có hợp nhau rồi đó. Chúng ta không hợp nhau nữa rồi. Đẹp quá mấy chế ơi, quá chừng đẹp rồi. 51 cho chị Tuyết Nga một bộ, cho chị Tuyết Huệ một bộ là em hết nha cả nhà ơi. Hai bộ tiếp tục luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 52. 47 em hết rồi, ở 47. 47 là bộ này đúng không? 47 em còn một bộ cho chị Cúc, em còn hai bộ cho chị Cúc Hỏa Mi một bộ. 47 là bộ xanh này nha chị Cúc Hỏa Mi. Size cho cái chị 50 kg đổ lên ha, 65 kg đổ về, chị nào 63, 64, 65 kg thì cao 1m57 trở lên giúp em. Lên giúp em bộ này mã số 52 cả nhà, 63 kg trở lại mặt dừa luôn. 52 em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. Màu đỏ này nó là màu đỏ mận á cả nhà, đỏ nó hơi đậm đậm tí xíu. 52 em chốt cho chị Võ Thụy một bộ. 52 em chốt cho chị Võ Thụy một bộ. Rồi, em hết. Chốt giúp em bộ này là mã số 53. Năm mươi kg đổ lên, 65 kg đổ về, mã số 53 em có 2 bộ. Mã số 53 em có 2 bộ. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Trời, giải nó mát rượi luôn á mấy chế ơi, đẹp quá. Mã số 53, 53 em chốt cho chị Nhung Lê một bộ. Năm mươi ba em chốt. Chị Phượng Thúy hỏi em cái gì ạ? Hỏi gì chị ơi? Em like mẫu gì vậy? Em gửi đồ chị chưa chịu. Đồ á thì em không có quản lý cái khâu đó nha chị Phượng Thúy ơi. Chị muốn kiểm tra đơn hàng thì chị vui lòng chị nhắn vô Zalo dùm em nha. Còn mẫu em đang like là mango dập ly nha chị, 125.000 bộ. 53 em chốt cho chị Nhung Lê một bộ, và em chốt cho chị Tuyết Nga một bộ. Rồi em hết mã số 53 cả nhà. Tiếp tục giúp em mã số 54. À sao cái này hồi nãy còn sót hả? Cái màu vàng vàng đó chứ. Giống à đúng không? Để nó đi, để thôi em lên tiếp. Chốt giúp em bộ này cả nhà ơi. Bộ này là mã số 54. 54. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em bộ này mã số 54.
Chị nào 63, 64, 65 kg thì cao 1m57, 58 trở lên giúp em nha. Nhớ cho em cái chiều cao nha mấy chị. Lên giúp em, còn không thì 62 kg đổ lại, 50 kg đổ lên, 62 kg đổ lại là mặc bao đẹp nha. Chị nào 63, 64, 65 kg thì nhớ cho em cái chiều cao. Lên giúp em bộ này là mã số 54. 54 em chốt cho chị Nguyễn Thị Chi một bộ. 54 em chốt cho chị Võ Thủy một bộ. Chị Ánh Lê hả? Không phải là bị ẩn đâu mà tại bình luận của chị nó bị chậm á chứ. Nó bị chậm á nên là em không có, em không có đọc tên chị á. Hỏi chị mua đồ lam hay là cái bộ 120 ngàn? Bộ đồ lam là 130 ngàn, là đồ lam đi chùa. Hỏi chỉ cân nặng chiều cao bao nhiêu em? Cân nặng chiều cao bao nhiêu? Không có còn hàng. Mình còn có size XL 62, 63 kg trở lại à. Hôm nay không có lên show lên nha chị Nguyễn Bạch ơi. Hôm nay em chỉ lên cho các chị đẹp nhà em là bộ dập ly này thôi nha chứ ơi. Rồi cái bộ màu vàng này hồi nãy chị đẹp nào chưa chốt được nè, chốt lại giúp em đi. Coi bộ màu vàng đó mã số nhiêu giùm em đi chứ. Em còn sót 3 bộ nè. Mã số 50. Mã số 50 hồi nãy chị nào chốt chưa được chốt lại giúp em đi mấy chị. 53 kg, ủa anh 63 kg trở lại mặt dừa. 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ mã số 50 cả nhà ơi. Em còn sót 3 bộ. Mã số 50 nãy chị nào chưa chốt được nè. Không nha chị Ngọc Quyên Lê. Mã số 50 em chốt cho chị Sáu Võ một bộ. Hồi nãy chị nào chưa chốt được bộ màu vàng này thì chốt lại giúp em nha. Em còn sót 3 bộ. 50 cho chị Sáu Võ một bộ, chị Võ Thủy một bộ với chị Trần Hồng một bộ là em hết. Em lên cho mấy chị một cái siêu phẩm này quá đẹp luôn nè. Chuẩn bị giùm em nha. Chuẩn bị bấm 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 lẹ lẹ mã số 55. Có hai bộ à. À ta ta em đẹp chưa. À. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em mã số 55 có hai bộ. Có chế ơi, có 3 bộ. Đầm 90k hết size 4 rồi. Chị Ngọc Ánh ơi, chờ lô mới giúp em nha chế ơi. 55 cho chị Ngô Tường Vân một bộ. Ok, chế đẹp. 55 cho chị Tuyết Trinh một bộ. Và em chốt cho chị Nguyễn Thi Chi một bộ là em hết. Đúng giờ đó chế. Giờ nó ít ít giờ chế nhìn được rồi nè. Hỏi đồ đẹp không? Không, có thấy gì đâu. Rút nhìn bông không còn nhìn không kịp nữa. Không thấy được cái bông, không thấy được cái kiểu gì. Rồi 55 em hết nha. 55 em có được có 3 bộ à. À 55 còn được 1 bộ phía sau nữa. Đây, trong cái cọc này. And 55 em còn được 1 bộ nữa nè. 55 cho chị Võ Thủy một bộ. Là em hết mã số 55. Nó giờ về là nó còn nằm trong cọc vậy nè. Giờ em like tới đâu em rút cho mấy chị tới đó. Nhưng mà về 2000 bộ đợt này, em like đợt này thì đợt sau nó sẽ có trùng bông trở lại ha. Nên mấy chị chốt đơn thì mấy chị nhớ cái họa tiết của mình chốt để lần sau lấy đừng có bị trùng lại nha.
Tại vì khác like là em không có kiểm soát được cho mấy chị. Rồi mã số 55 em hết nha cả nhà. Em thấy hết mấy chị á, nhưng mà tại vì mấy chị bình luận sau á nên em không có đọc tên thôi. Mấy chị em chỉ đọc tên những chị nào chốt được thôi cho nó nhanh đó. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 456. 56 là 62 63 kg trở lại mặt dừa. 62 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 56. Giải đẹp quá mấy chị ơi, giải mặt mát. Lên giúp em bộ này là mã số 56. 62 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 56. Chị nào khách mới thì cho em cân nặng chiều cao nha cả nhà ơi. 62 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 56. Em có hai bộ. 56 em chốt cho chị Hà Thu một bộ. Lên giúp em mã số 56 cả nhà. 56 em chốt cho chị Giọt Đắng một bộ. Hồi sáng em vừa đăng bài lên là khách vô hỏi sỉ liền luôn á mấy chị, nhưng mà em không có ván sỉ. Em mua cái lô này về em phục vụ cho mấy chị khách lẻ nhà em, hôm bữa giờ mấy chị chưa có mua được. Năm mươi kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em mã số 57. Nên đợt này mấy chị đẹp nhà em tranh thủ nha, tranh thủ mua. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em bộ này. Chế ngay tay chế có một bộ. Khác mẫu à? Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, mã số 57. 57 em chốt cho chị Trần Hồng một bộ. Em chốt cho chị Võ Thủy một bộ. Là em hết, có hai bộ à. $125.000 một bộ chị, phí ship 20.000 trên một đơn. Còn hấu chế đằng kia còn không? Không hết. Đẹp quá mấy chế ơi. Em nhìn ở ngoài em còn ghiền hơn mấy chế nữa. Rồi mã số 50 nó còn đây nữa nè chế. Số 50 màu vàng nó còn đây 2 3 bộ. Đây chế ơi, nó còn nè nè. 58 nè cả nhà ơi, 58 nó đẹp. 58 là 63 kg trở lại mặt dừa. 62 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 58. Năm mươi tám là 62 63 kg, em có ba bộ. 58 em chốt cho chị Võ Thủy một bộ. 58 cho chị Nhung Lê một bộ. Bi nhiều lắm chị ơi, chịu khó coi like giùm em đi ha. Chứ giờ em nhiều khi em soạn ra được cái nào thì em like cho mấy chị cái đó, thấy cái nào mà nhiều nhiều thì lên để cho mấy chị dễ chốt. 58 em chốt cho chị Nguyễn Thanh một bộ là em hết mã số 58. Bi thì có, nhưng mà em ví dụ như em soạn ra cho mấy chị cái bộ nào mà 3-4 bộ trở lên rồi em chốt, em like trước để cho mấy chị dễ chốt nha. Để có một bộ lên cái mấy chị chốt hoài, mấy chị chốt không được. Dạ đẹp lắm chị Ngọc Quyên Lê ơi, cái lô này đẹp dữ lắm. Beo mấy chế ơi, beo này size 65 kg trở xuống nha. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em mã số 59. 59 đẹp xuất sắc luôn. Giống chứ. Em có hai bộ thôi, mã số 59. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, đẹp xuất sắc luôn.
59, 59 em chốt cho chị Nhung Lê. Em là ghiền beo lắm mấy chế. Mà cái giải beo nó lại đẹp nữa chứ. 59 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Rồi em hết mã số 59. Chốt giúp em bộ này là mã số 60. Cài mặt vô đi cho mấy chị dễ nhìn mấy chị. Năm mươi ký đổ lên, 65 ký đổ về, lên giúp em mã số 60 cả nhà. Năm chín em hết rồi, lên giúp em bộ này mã số 60 đi cả nhà ơi. 60 em chốt cho chị Nhung Lê. 60 cho chị Ngô Tường Vân là em hết mã số 60. Đây có một bộ nè chị. Cho chị Nhung Lê một bộ, chị Ngô Tường Vân một bộ là em hết mã số 60. Lên giúp em bộ này mã số 61 cả nhà. Sáu mươi lăm ký, 50 ký đổ lên, 65 ký đổ về, lên giúp em bộ này mã số 61. Lên giúp em bộ này mã số 61 cả nhà ơi, đẹp quá à. 61. 61 em có 4 bộ. 61 em chốt cho chị Bích Thủy một bộ. Em chốt cho chị Mỹ Hạnh một bộ. Đẹp quá mấy chị, em còn 2 bộ mã số 61 nữa. Cái này về cái chị mặc nó không sao đâu nha. Loại gì ship á mấy chị, cái nhiều khi em ngò em nó ship cái nó có ngấn. Chứ không phải bộ hồ đồ nó bị gì hết. 61 cho chị Thảo Nguyễn một bộ. Em thấy số điện thoại của chị Bích Thủy à. Số điện thoại của chị Thảo Nguyễn là 0933734133 là số điện thoại đúng đúng không chị Thảo Nguyễn? Tại em thấy có một đơn gọi thuê bao á, không biết bữa giờ có gọi lại được không. Rồi 61 em còn bộ cả nhà ơi, 61 em còn bộ ha. Bộ bi trắng này còn không chứ? Chưa. Ở bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị Bích Thủy ơi. Gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được là em không có đi đơn nha cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 62 cả nhà. 50 ký đổ lên, 65 ký đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 62. Chốt em mã số 62 bộ bi trắng. Chốt em mã số 62 ạ. À. Tác ở trong góc đó có một bộ rồi chị. Thấy đi, có. Lên giúp em mã số 62 cả nhà. 61 em chốt cho chị Thức Nhi là em hết. Bộ màu đỏ. 61 cho chị Thức Nhi. Bộ em mặc là bộ bi trắng là mã số 62. 62 em có 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ.
62 là bộ bi trắng nha cả nhà ơi, bộ bi trắng. Chú em mã số 62. Số 2 em chốt cho chị Phạm Hương. Rồi lên giúp em bộ này mã số 63, em có 4 bộ. 63 em có 4 bộ cả nhà ơi, 63. 50kg đổ lên, 65kg đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 63. Đẹp quá. 125.000 một bộ chị. Mango dập ly giúp em ha. Mã số 63, rất là đẹp luôn đó chị ơi. Màu da 63 nha, em có 4 bộ. 50kg đổ lên, 65kg đổ về. 63 cho chị Bích Thủy. Cái chị nào 63, 64, 65kg thì vui lòng cho em cân nặng và chiều cao luôn nha. Để coi coi cái chị đẹp nhà em mặc có vừa không. Chốt em mã số 63. Chốt em mã số 63 nha mấy chị đẹp quá. 50kg đổ lên, 65kg đổ về, lên giúp em mã số 63. Đó, ba em chốt cho chị Tuyết Trinh một bộ, cho chị Ánh Lê một bộ. Rồi em còn một bộ mã số 63, cho chị Mỹ Hạnh nữa là em hết. Mango dập ly nhà, BT rất là đẹp. Bộ này thường mấy chị mua bình thường là nó tầm khoảng 170-180 bộ mấy chị. 67kg cao, mét 65 thì vừa chiều ngang nhưng mà không có vừa chiều dài nha chị ơi. Chiều dài em không có canh được nha. Chiều dài là em chỉ em là 1m58 là em mặc nó vừa cái chiều dài đó. Còn mấy chị mặc 1m65 thì mấy chị mặc nó sẽ dài, nó sẽ ngắn hơn nha. Dạ chị Thúy Ái ơi, em chưa có về hàng nha chị ơi. Hàng trung niên thì mình chịu khó mình coi like dùm em ha. 50kg trở lên, 65kg đổ về. Ngày mai em có một đơn hẹn, một cái lô quần giả váy thiêu hàng cao cấp 185, hàng Solen, em có lô mới về. Mấy chị muốn xem thì mấy chị muốn mua thì chịu khó coi like dùm em, chưa ngày mai nha, tối nay em không có like. Lên giúp em bộ này là mã số 64. 64 em có một bộ. Ok chị Tuyết Trinh mặc vừa đẹp luôn rồi chị. 60kg 1m58 là mặc mấy bộ này là chuẩn đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 64 cả nhà ơi. 64 em có một bộ một hả? Bộ này size cũng to này, bộ này 67, 66, 67kg trở lại, chị nào cao 1m57, 58 chứ chị mặc ok nè. 64 em chốt cho chị Ngô Tường. 64 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Ok chị Thúy Ái. Ngày mai vào xem đi chị, trưa mai em like đó. Tại tối, đáng lý ra là tối nay em like cho mấy chị nha, nhưng mà tối nay em up. Tối nay em ốp nên là em hẹn cái chị là trưa ngày mai. Trưa mai hàng mới giao qua tới. Rồi, 64 em hết nha mấy chị ơi. Ồ, chưa bấm luôn hả? Đẹp quá. Lên giúp em bộ này mã số 65. Bộ này 185.000 nè mấy chế. Ồ, chị Ngô Tùng Vân em bấm rồi. Trời ơi, em rảnh ghê. Bấm nữa. 50kg đổ lên, 65kg đổ về, lên giúp em bộ này mã số 65 cả nhà ơi. Giống không chị? Cái bộ ngay cái tay chị giống rồi này. Có cái bông à, giống. Lên giúp em bộ này nha cả nhà. Mã số 65. 65 em chốt cho chị Ngô Tường Vân một bộ, em chốt cho chị Tuyết Huệ một bộ, là em hết mã số 65. 65 em mặc có đâu nữa không chị? Mặc xanh đen này. Như hết rồi. Có hai bộ. Rồi 65 em hết nha cả nhà chị.
66 cả nhà ơi, 66 em có 4 bộ. Các chị ơi, đơn hàng là bên em gọi điện chốt đơn ha, được em mới đi đơn, còn không được là em sẽ không có đi đơn. Mấy chị đẹp nhà em thông cảm, để ý điện thoại giùm em. Đơn này kịp thì chiều bên em gọi điện chốt đơn cho các chị một ít, còn lại bao nhiêu thì ngày mai chốt nha mấy chị. Tại đơn hồi hôm qua mấy bạn nhà em chốt tới giờ chưa xong nữa, nên là đơn này chiều là chắc chốt được một ít thôi chứ không có chốt hết. Rồi, 65kg đổ về, 50kg đổ lên, 65kg đổ về giúp em. Lên giúp em bộ này là mã số 66. 66 em chốt cho chị Nguyễn Thanh một bộ. Cô Mai mua giùm hay là cô Mai mua, cô Mai mặc, cô Mai ơi. Bộ này cô Mai mặc không vừa nha. Cô Mai mua giùm hay gì? 66 cho chị Gia Bảo một bộ. Sáu mươi sáu em chốt cho chị Nhung Lê một bộ. Bộ này cô mặc không vừa nha cô ơi, lô này cô mặc không vừa. Cô Mai mua mua đừng chắc ăn giúp con nha cô Mai ơi. Cô Mai đừng có xả. Có sáng em có ngồi trên em có nghe. Sáu mươi sáu em chốt cho chị Võ Thủy một bộ. Cô mua cô đừng có mua giùm nha cô, xả ra xả vô hoài. Con hay nhắc mấy cô với mấy chị á, đừng có mua giùm, mua giùm xả ra xả vô mất uy tín, mất uy tín của mình nha. Lên giúp em bộ này là mã số 67. 62, 63kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 67. Sáu mươi bảy, 62, 63kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 67. Sáu mươi bảy em chốt cho chị Sáu Võ một bộ. Sáu mươi bảy em chốt cho chị Hà Thu một bộ. Lên giúp em bộ này là mã số 67 cả nhà. 67. 67 em còn ha. Cả nhà chốt em mã số 67. Ừ. 67. Chốt em bộ này là mã số 68. Năm mươi ký đổ lên, 65kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 68. 67 em chốt cho chị Havi. Bộ em mặc là 50kg đổ lên, 65kg đổ về. Cả nhà chốt em ạ. Lên giúp em bộ em đang mặc mã số 68. Luôn luôn vui vẻ các chị ơi, rất là đẹp luôn nè. Chốt em mã số 68 nha, 65kg đổ về, 50kg đổ lên. Chốt em mã số 68. Gần 2 giờ rồi mail dữ vậy ta.
Không vừa chị Châu Lê. Không vừa nha chị. Chốt em ạ, số 68 nha cả nhà. Cho em hai cái bộ xanh chị mới soạn thôi chị. Lên giúp em bộ này mã số 69. Không có chị. Không có chín tấc. 63 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này ạ. 63 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 69. 69, 63 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 69. Em có hai bộ. Chốt em mã số 69. Số 9 em chốt cho chị Bích Thủy một bộ. Lên giúp em mã số 69 cả nha. 69 em chốt cho chị Havi một bộ. Còn là gì khi đã xa em rồi. Thái độ vậy là sao? Thái độ vậy là sao? Hả? Lên với em bộ này mã số 70 cả nhà ơi. 70, 60, 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Cái bộ này hồi nãy em có lên cho mấy chị một loạt rồi nên mới còn sót lại một bộ mấy chị. Bộ này nãy chị đẹp nè, chưa chốt được thì chốt lại giúp em mã số 70. Đẹp xuất sắc luôn. 70, 70. Đẹp lắm. Lên giúp em bộ này mã số 70. Khách mới vui lòng cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại ha. Hoặc là ít nhất cũng kèm theo số điện thoại trước giúp giùm em mới có đơn. Còn không là em bỏ qua, em không có đọc tên nha mấy chế. Rồi 70 em chốt cho chị Thu Trang La. Ok. Là em hết. Mấy chị khách mới vui lòng cho giúp em luôn cái số điện thoại em mới có đơn nha. Rồi sau đó mấy chị lên cân nặng chiều cao sao cũng được. Rồi, không có thì em bỏ qua luôn nha. Rồi lên giúp giùm em tiếp tục. Cái bộ này còn đâu nữa không chứ? Có một bộ này. Lên giúp em bộ này mã số 71. 52 kg đổ lên, 65 kg đổ về. 65, 66 kg đổ về này. Lên giúp em bộ này là mã số 71. 71 em chốt cho chị Tiết nghe. Hàng này là hàng một size nha mấy chị ơi. Hàng một size nên là ví dụ như mấy chị nhỏ ký thì mấy chị mặc cái quần nó hơi thoải mái tí xíu là chuyện bình thường nha. Còn chị nào mà không chịu mặc cái quần thoải mái thì vui lòng là đừng chốt giúp em. Tại hàng có một size à. Cho em bộ caro da phía sau chị đi chị. Đúng rồi. Lên giúp em bộ này là mã số 72 cả nha. 71 em hết rồi. 72, 63 kg trở lại mặt dừa. 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 72. Đẹp quá trường đẹp. 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 72. 72. Chị Hân Hân không có cân nặng chiều cao, không có số điện thoại, em không có chốt cho chị được nha. 72 em chốt cho dì hai. Chị lên như vậy hoài là chị không có bộ nào luôn á chứ. Rồi thấy số điện thoại rồi, bây giờ cho em cân nặng chiều cao đi chị. Chị Hân Hân nè. Cho giùm em cân nặng chiều cao đi chị.
72 em chốt cho dì hai là em hết mã số 72 cả nhà. Dì hai với ai rồi chị? Dì hai với chị Hân Hân là mã số 72. À rồi ok, vậy là dì hai có rồi. Vậy là dì hai một bộ, chị Hân Hân một bộ, chị Thu Cúc Lê một bộ mã số 72. Là em hết mã số 72 cả nhà. Ok chị Hân Hân. Lên giúp em bộ này mã số 73 cả nhà. Sáu mươi ba ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 73 nha cả nhà ơi, 73. Dạ em không biết nha chị Thệ Đỗ ơi, nó tầm khoảng 2-3 ngày gì đó chị. Ship là em không có trả lời cho mấy được chị được, tại vì không có chắc ăn thời gian đâu mấy chị. Thì nó tầm khoảng 3-5 ngày ha, tùy theo cái tốc độ đi của hàng. Nhiều khi nó còn ngay rơi vô thứ bảy chủ nhật nè, rồi đơn hàng không biết có trục chặt cái gì hay không. Thứ hai nữa là còn phụ thuộc vào bưu tá ở ngoài đó nữa, bưu cục ở ngoài đó họ sắp xếp để họ đi giao hàng nữa nha. Mã số 73. 73 em chốt cho chị Linh Ngô một bộ. 73 bộ màu đỏ này em chốt cho chị Linh Ngô một bộ. Chị hai bộ này giống, em mới thấy chị soạn soạn. Đúng rồi, phải qua đây cho em. 73 em chốt cho chị Linh Ngô một bộ. Em chốt cho chị Thu Trần Thủy Trần một bộ. Em chốt cho chị Võ Diệu một bộ. Đơn này chiều bên em kịp á thì bên em sẽ gọi chốt cho các chị từ từ ha. Rồi sáng mai còn bao nhiêu thì bên em sẽ gọi tiếp. Tối nay em không có like nha mấy chị ơi. Trưa mai thì em sẽ like tiếp cho các chị là bộ giả váy với lại là bộ dập ly này tiếp tục ạ. 73 em chốt cho chị Phạm Hân. Cho chị Phạm Hân một bộ là em hết mã số 73 ạ. Còn bộ hả chị? Rồi 73 em chốt cho chị Mỹ Phương Phạm một bộ. Chị Mỹ Phương Phạm là khách mới. Nếu là khách mới thì lên giúp em cân nặng và chiều cao nha chị Mỹ Phương Phạm ơi. Để em canh size cho mấy chị nha. Hàng này là hàng mango dập ly chứ phải không có co giãn nha cả nhà. Áo thì nó sẽ giãn ra thun vô cho mấy chị nha. Như quần thì nó chỉ có một size một thôi. Rồi cái chị đẹp nha. Em khách mới thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao. À, đây mã số 73 em còn được một bộ nữa nè. Mã số 73 em còn được một bộ nữa các chị. Ok chị Mỹ Phương Phạm 1m50 thì mặc cái quần nó sẽ hơi dài một tí nha chị ơi. Tặng cho chết hả chị? Đẹp quá chừng đẹp. Chế nhận đi hàng đẹp mà. Lên với em bộ này mã số 74 cả nhà ơi. Bộ này 55kg đến 65kg mặc dừa. Bộ này 55kg đến 65kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 74. 55kg đến 65kg lên giúp em bộ này là mã số 74. Chốt em mã số 74 ạ. 55kg đến 65kg lên giúp em mã số 74.
Nhà đồ chị là ok lắm rồi. Em cảm ơn chị Ngọc Quyên Lê rất là nhiều. Chị Minh Tuyết ơi, chị bình luận sao nha chị ơi. Chị bình luận sao nên là chị chốt không được hàng, nó chỉ đơn giản vậy thôi chị. 74 nha các chị ơi, 74. Hàng còn nhiều lắm chứ ơi, yên tâm nha. Không có hết đâu, đừng lo. Lên giúp em bộ này là mã số 70. Rồi quay lại giúp em mã số 1 đi mấy chị, giờ hết nhớ rồi. Quay lại giúp em bộ này là mã số 1 nha, mã số 1. 63 kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em bộ này. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 1. Chốt em bộ này là mã số 1 cả nhà, mã số 1. Xanh nó giống không? Nè. 50 kg đổ lên, 62, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 1 cả nhà. Đẹp quá. Chốt em mã số 1, mã số 1 em có 3 bộ. Lên giúp em mã số 1 ạ. À. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em mã số 1 cả nhà. Mã số 1. Bộ sọc đó nghe đùi chị ạ. Nghĩ đùi chị ở dưới có mấy bộ, bộ sọc, sọc trắng đen nè. Rút cho em đi, rút cho em bộ sọc đó luôn. Bông tím hiện tại là hết rồi nha chị. Chị Hà Vy xuống dưới muốn xả thì nói với bạn nhà em xả đi chị. Bây giờ đồ em quăng vô cái đống đồ không biết đường xả nha. Mã số 1 cho chị Hà Vy, chốt kỹ giúp em mấy chế. Mấy chế chốt kỹ kỹ giúp em mấy chế, đừng có xả. Tại vì ngay cái bộ đó nhiều khi em chốt cho khách mà không có, em chốt cho mấy chị có xả ra cái nó bị dồn lại, có một vài bộ mất công. Lên giúp giùm em bộ này nha các chị ơi, mã số 1. Mã số 1 size cho các chị 50 kg đến 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 1. Lên giúp em bộ này là mã số 2. Mã số 2, 62 kg trở lại mặt dừa. 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 2 cả nhà. Mã số 2, 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 2. Mã số 2, 50 kg trở lên, 62, 63 kg đổ về. Lên giúp em mã số 2. Chốt em mã số 2 nha các chị, mã số 2. Đẹp quá. Còn toàn là họa tiết đẹp không à mấy chơi. Lên giúp em bộ này mã số 2 cả nhà, đẹp lắm. Giải rất đẹp luôn ha. Lên giúp em mã số 2. 50 kg đổ lên, 62, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 2. Rồi tạm ốp cái like này nha mấy chị. Mấy chị đẹp nhà em đâu rồi? Em tạm ốp cái like này chút xíu, em lên lại cái like mới cho mấy chị ha. Và vẫn lên dập ly ha. Vẫn lên dập ly cho các chị đẹp nhà em nha. Bữa nay là em quần dập ly thôi mấy chế. Ốp cái like này xíu nha mấy chị ơi. Nghĩ giải lao. Ây à.